Ô kìa, đi mẹ đấy, vừa ra đã chạy mẹ rồi. Trời ơi, anh đuôi. Vừa ra đã giới thiệu nhân vật rồi, mẹ nhanh vậy, cứt vừa vào game. Ủa sao giật thế nhở? Giật á? À? Không, mệt anh ơi, mệt. Ôi, người thật luôn hả anh? Ừ, người thật mà, trời ơi. Người thật. Jennifer. Mấy lùi luôn rồi chứ. Jennifer. Gọi em dưa. Khó đây. Đã hiểu. Bắt đầu chưa? Đâu anh ơi? Bạn game anh ơi. Sorry. Mình toàn dân thể thao thì chắc là... Còn cái bạn tập thể thao thôi. Beautiful. Sẽ phú hết, skip 2-3 select option rồi. Back nào, story nhá. Ok anh ơi. Ôi mình mở từng người một ạ. Chinh phục từng em luôn. Chapter 1. Last night. Đức Huy. Đức Huy là gì? Tối qua chúng ta có chúng làm gì không? Chúng ta đã làm gì? Last night did we fuck together. Ơ, có tiếng không nhỉ? Có tiếng mà. Chúng mày không nghe tiếng à? Góc hình gì em nghe được. Nghe được anh ơi. Ủa, anh thật thế? Nó thật mà. Nó là game mà, à nó là quay mà. Ui, bọn này mà làm kính VR nữa là sao nhỉ anh nhờ? Hết đòn luôn. Ô, đây là gì? Thế mình đi tìm hiểu chỗ này là chỗ nào? Đây là cái tranh. Bức tranh. Quốc hờ. Đã nhìn thấy nó ở đâu đó rồi. Lầu cung ăn cơm. Ủa, có hai đôi dép. Dép thằng nào anh ơi? Chuẩn bất sợ. Con gái dép con gái rồi, bé lắm. Tí nào. À, tức là thằng này tỉnh dậy trong ngôi nhà này và nó đéo nhớ một cái gì đúng không? Đéo nhớ một cái gì anh ạ? À? Đúng rồi. Tối qua là một sai lầm rồi. Ơi trời ơi. 23 tháng 10. Không chính là tối thiên mà. Hội trợ. Hội trợ triển lãm tranh ảnh. Tranh ảnh treo tường. Ô, quả áo này giống cái ghế anh ơi. Áo này giống cái ghế. Xong quét rồi kìa. Tại có tin lưu được rồi anh ạ. Hôm qua là sinh nhật của ai đó. Ơi, đéo còn bên này nữa. Đây, cái này quảng cáo rồi. Hết tin. Chết rồi. Uống clip. Uống clip. Lấy lau mà. Ông lấy lau bàn nữa. Đâu, đây là rẻ lau bàn. Bỏ vào đấy ạ. Ừ. Rác anh ơi, xem thuật rác có gì không? Bờ sờ chết. Ba con sói. Đây là sơn, sơn chanh. Một họa sĩ. Tạp chí rau củ quả. Ôi, sơn chanh. À, pha trà này. Cái gì cơ? Để uống anh ơi. Tức là con này pha trà thằng kia xong bảo là ngủ muộn không tốt đâu. Uống trà đi anh ơi. Đấy. Ủa, thế mình sẽ phải nắm bắt những thông tin này không? Tí nữa mình chọn object với cả con kia đấy. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, mình trả lại câu hỏi đấy. Bú luôn. Tôi làm tí. Thuốc rồi, có thuốc. Trời ơi. Ôi giời ơi. Lim ra. Ôi, tôi nhớ rồi. Anh hiểu đâu ra. Ô, đêm qua, chuyện đêm qua. À. Đi xem cho anh. Ok. Giống như thầy Onip ấy nhỉ. Okay. Ông này hình như là Nhạc này. Họa sĩ ra vậy. Đây. Thầy có nếp, Ui giời, anh Ben. Ôi giời, đúng giống. Ờ đúng thằng Ben, Đúng anh Ben thật. Ok. Mày đẹp xong sao luôn. Đúng mày đẹp đi ở đây. Là mọi người cũng bình thường, có mỗi thầy hơi kỳ. Cái gì cơ? Ở cái gì? Còn quay không gian riêng anh ơi. Cái đầu tiên là cô ấy không ra riêng à? Cái giữa là gì đấy? Cô ấy quấn. Giữa là mình cởi áo ra xong rồi đưa cho cô ấy. Đưa cho cho bạn ý. Thế bên phải là sửa váy cho nó á? Đúng rồi, bên phải là sửa váy cho nó đây. Đúng
Không, đông là phải tao bảo đây là đang trong cái khung cảnh là mình bắt đầu làm quen với con này rồi, đúng không? Mình đi triển lãm mình gặp con này. Ừ. Rồi mình sẽ phải ga lăng một tí, mình đưa cho nó cái áo. Đúng rồi. Mình sẽ làm thế. Mình phải đàn ông. Ồ. Tươi quá. Rồi, tinh tế. Ui bị rách kìa. Cái gì? Mình phải sửa cho. À, váy nó thế. Đấy. Trời ơi. Nhưng mà được cộng một tim thôi, đúng rồi. Đây là tinh tế anh à, tinh tế. Mình tinh tế là đơn lên. Ui, tối đến. Tụng béo. Nhạc. Nhím ngu rồi. Nhím. Thái Linh chắc luôn. Nó cho mình 200 đô là mình bắt Grab về. Sao mình vẫn ở đây? Cầm đêm mày. Sao lại cho mình tiền để mình bắt Grab về là sao? Nhưng mình đang là nhân viên ở đây mà. Mà kiểu nó đang muộn quá ấy anh. À. Chẳng lẽ thằng sếp mình. Mình OT. Em đói quá anh ơi. Nhà em không thích ăn một mình. Anh có thể đi ăn với em được không? Gần đây thôi. Ăn tối cùng bữa tối à? Rồi, ăn tối bữa tới rồi, chết rồi. Ui dồi. Anh bảo mình đi, mình nếu có tiền vô vẫn rủ luôn. Mẹ mình đẹp trai sao ấy nhỉ? Không, vừa còn 50 đồng mà. Tôi xong rồi, uống say rồi. Bán nữa. Mào thế nhỉ? Ui dồi. Một shot. Vodka. Nó uống tí này. Ăn cả cái chanh này. Vodka quang này. Đi nào. Nó đi ăn mà sao đi uống này, chết giờ. Này đói bụng nó cồn cào lắm. Em đoán là mình say vãi lìn xong về nhà ngủ rồi chứ không làm gì. Em này cho thuốc vào sao. Được team này, một team này. Ủa em này thích kiểu này anh ạ. Uống nhiều uống thế. Rượu xong chẳng mê đét. Quả wow, thích kiểu thành hoàng tử luôn. Thích kiểu này hợp với đép này, đép thích kiểu như này này. Ôi nắm tay không rồi, nắm tay rồi, nắm tay rồi. Nắm tay nhanh này chỉ có anh Linh rồi anh ạ. Em. Ba em. Oh fuck. Đi mà. Xong luôn. Nhanh thế nhở? Uống rượu chết say rồi ấy chứ. Sao nhỉ? Hả? Mèo. Bị lừa rồi. Tí nữa hỏi là tối qua có làm gì không này? Ừ. Đấy. Mình đánh trúng lảng đấy anh ơi. Ông phải có luôn. Không, mình đéo. Thế là mình đang trong tình cảnh là mình đéo nhớ một cái gì đúng không? Mình đéo biết. Vâng, mình đánh trúng lảng. Mình say quá. Đói chủ đề đến đây. Đánh trúng làng đó. Anh phải happen để xem đêm qua có chuyện gì đúng không? À, em biết là đêm qua chuyện gì chứ. Lịch thiệp là bảo không. Đúng. Chỉ là đi ăn bình thường xong rồi mình về là ngủ thôi. Nhưng mà sao nó lại mặc quần áo như này? Sao lại có cái cọc xê ở dưới đất? Rồi, đúng mình phải tìm hiểu chuyện đêm qua anh ơi. Mình bây phải tìm hiểu. Đéo có gì là cọc xê của mình. Bị gài thì sao? Anh ơi, con gái người ta đi ra ngoài người ta mặc cái về người ta cũng phải cởi ra người ta có quần áo chứ. Đây để đấy. Anh muốn biết chuyện đêm qua không? Sao? Đấy, cái đấy là cái biết chuyện đêm qua đấy. Muốn. Đấy, đúng. Đấy là bắt đầu kể lại. Rồi sao? Mạng mất nguyên tính lắm. Ui ừ, em cũng thấy xinh chị Mêu ạ. À, thế là tán bạn của bạn này chứ không phải là bạn này. Chị gái. Học trung trường. Bố của con tóc vàng là thầy của con tóc đen. Này, học sinh yêu thích của bố nó. Hưởng thế nhờ. Dã man thật. Uống ít rượu thôi. Đéo nhớ các bạn này ai luôn.
Không nhớ bạn này ai luôn mà. Ủa phải suy luận rồi. Nhanh thế, từ từ đã. Hình như là cái thứ tư anh nè. Hình như là gặp rồi đúng không? Đúng rồi. À, gặp ở cái buổi triển lãm. Tại nhỏ này. Thế nhỏ nãy mình không có thấy con nhỏ này nha, mình trả lời bừa đó. Đúng rồi. Không, tại vì nhà nó nhiều ảnh anh ạ, nhà nhiều tranh ảnh. Mắc cười là gì? Là kiểu kiểu chửi phỉ báng ấy anh ạ. Ừ. Kiểu trêu ấy. À. Kiểu có thằng ấy nhìn đều mình, thằng ấy móc mình. Nói móc. Nhân viên vệ sinh. Móc lốp à? Không. Kiểu nó khích mình. Đừng xem nữa, cẩn thận làm việc đi. Thằng nhím. Thằng nhím. Nhím nó đều mình. Nhím bơm kìa. Đã đánh liên công rồi, vẫn còn truy mộng nữa. Nó là AI hay người thật đấy? Người mà nó kêu kiểu phim để quay mình chọn tình huống mà. Ủa? Sao mẹ em thích quả này? Cái nào? Cái chắc đằng sau lưng hay cái đằng trước mặt? Nó hỏi về cái chắc này mà đúng không? Màu nó trông màu nó trông rất là màu này. Tỏ ra suy nghĩ được mà không có thời gian anh ơi. Cái này là trông giống như kiểu là chú của tao vẽ à? Đúng rồi ạ. Nhưng mà đi khen đi. Hai người vẽ xấu bỏ mẹ. Cái đầu. Chân em. Đâu màu quen à? Mà thích con người thẳng thật thì sao anh? Thứ hai vẽ xấu lắm. Thì cá tính đi đấy. Cá tính đi đấy rồi. Bây giờ anh Độ là thấy đẹp hay xấu? Đấy anh Độ. Tranh này nói chung là nó vẽ là đỉnh hơn mình đéo thể vẽ cái tranh này là chứng tỏ người ta vẽ đẹp hơn mình đúng không? Đúng. Đẹp. Em nghĩ để ghi điểm nên khen. Sự thật đã biến hóa, ứng dụng rất khảo cứu. Thích mấy anh hay nói đùa cơ. Anh này đỉnh phết này. Giống nhau anh ơi. Sống thật chứ. Chung gu. Anh thật quá thì người ta lại không thích. Thôi lỗ. Ui, từ từ nha. Thơ là gì? Ôm luôn. Sách hen là bắt tay. Hắc là ôm. Sách đi, sách hơ hen đi. Sách luôn, quay luôn. Quay là gì? Là mặt lạnh như tiền à? Sách cho nó chuyên nghiệp anh ơi. Cái một là vẫy tay, cái thứ hai là bắt tay. Cái một là vẫy tay thôi. Sách luôn anh ơi, sách luôn. Cái thứ là ôm đi. Mới gặp thì đã yêu rồi. Ý đồ của mình là gì? Mình phải lộ ý đồ luôn. Mình là đã yêu em rồi. Từ từ để từ. Phân tích xem nào. Ôm thì mới gặp, ôm để được. Không, tao nghĩ là vẫy tay chào thì hợp lý hơn, tại đang còn ngượng ngùng mà. Ôm thì nhớ lâu anh ơi. Bắt tay thì ai? Anh ơi, đầu lần gặp đầu tiên mình phải tạo ấn tượng thật là mạnh vào rồi. Mình phải lộ ý đồ luôn. Thế là nhím ôm luôn à? Nhím là thằng em quản lý mà trời ơi. Thì em bảo ấn tượng mạnh mà. Nếu như là phụ nữ người ta sẽ thích bắt tay hơn. À thế à? Rồi bắt tay nha, theo phụ nữ nha. Không bắt tay rồi. Đúng là bắt tay đi, nó ở giữa nhá. Nó chuyên nghiệp. Vừa. Ôi chết mẹ ơi. Được tim kìa. Bảo ôm rồi. Vừa đủ. Không, hợp lý rồi. Đi rồi. Ôm phải hai tim nữa ơi. Nó ôm được tim đỏ rồi. Chắc tim đỏ mới hơn. Hả? Tối qua thằng này gọi con này. Ôi trời, cái gì đấy? Ôi. Tết cả đòn thật đấy chứ. Bố. À, con này say mình đưa con này về. Nhưng mà mình là người tốt. Mình lại lấy cả visit ra gọi con kia về. Lấy cả visit. Thế nào lại quen nhau nhỉ? Nhưng mà sao biết được con này với con kia quen nhau mà gọi? Sao lại gọi con này nhỉ? Bố đó là...
Ôi, nhưng mà đây là lúc sau mới biết. Đây lúc sau mới biết mà. Đang lúc ấy chỉ lúc say không biết gì anh ạ, cứ vớ được cái số nào gọi rồi đấy. Đúng. À, tại vì là con gái. Say gọi đại. Tại vì là con gái nên là gọi giúp. Bây giờ mà anh chọn em một trong chọn hai là mất mối kia ngay. Anh phải đúng em bên trái. Em bên trái trông hơi bừa anh ạ, còn em bên phải thì trông thật đấy. Nhưng mà bên phải trong này sếp mình này hợp lý. Nhưng mà bây giờ là nhá, rõ ràng là mình có contact của có cà phê của em bên phải rồi đúng không? Bây giờ mình cứ tạm thời mình đi về đi. Ờ, đúng là mình liên hệ sau. Rồi. Anh em bên trái. Hả? Em đi ăn sau, có cà phê rồi mà. Đúng. Bây im lặng đã nhá. Ờ. Sao im lặng? Đúng rồi, còn đéo nữa. Em nghĩ là mình cứ chiêu trò cho phụ nữ bên phải người ta giận nhau tí cũng được, tí mình vẫn có số, mình gọi được, mình làm lành được mà, có sao đâu. Không, mình trêu đùa bạn bên phải đi anh ơi, mình chọn bên trái cho bạn phải phải ghen chơi. Đấy, là trêu đùa đấy. Hôm qua đã uống rượu mà bên trái. Bên trái trông trẻ hơn. Nhưng mà bên phải là sếp, bây giờ trêu đùa nó đuổi mẹ việc đấy. Thực ra là bên phải trông mặn mà hơn, bên trái trông ăn chơi hơn. Đấy, đúng như thế, đúng không? Bên phải trông hiền hơn. Nhưng mà theo tao hợp lý nhất là bây giờ mình nên thôi. Ờ, xong rồi về mình kiểu gì mình sẽ có option là mình nhắn tin gọi điện sau thì nó sẽ hợp lý hơn. Mình cứ sai lần thôi. Đúng rồi. Mình đã ngủ lên đây. Anh lầm hay lầm. No! Hẹn hò như nhiều người ạ, mệt thật. Có ai có cửa không? Đấy, để bọn nó cãi nhau đúng không? Tội gì? Đúng. Cho hai đứa đi ăn với nhau luôn. Đấy. Đấy, người ta phải tranh giành mình anh ạ. Ôi, vỡ tim mẹ rồi. Đấy, bảo anh rồi. Vỡ cả tim rồi. Vỡ tim hai người luôn. Tại sao đưa thằng bảy cô gái nhờ? Ủa, chú chó. Tuyệt quá lên. Em bảo rồi. Em biết rồi, em chọn bên trái rồi. Mình là bad boy, mình đang chơi mà đâu. Ủa, nhà đẹp ấy. Em kêu một con thách rồi, mình đi làm nào cũng được mà. Con thách. Đâu, đây là chỗ triển lãm tranh nhá, hay là cái gì nhỉ? Quán ba hôm qua nơi để quên đồ nơi. À, cái ba hôm qua ở quên điện thoại à? Ủa? Nó đốt ruồi giống anh này. Nãy nó nói là nó quên mất điện thoại ở đây. Nhân vật này là nhân vật đồ phùng. Nó bảo tối qua mình như thằng khùng ấy. Mình say. Đấy. Cấp luôn. Là mình say mình trêu nó rồi. Ừ, quen giám đốc thành lâu, quen lâu công luôn. Em nghĩ là mình phải hỏi thêm tại vì mình đang không biết là có chuyện gì xảy ra nên mình phải tìm mình hỏi lát nay luôn. Nhớ ơi, tối qua có chuyện gì? Số 1 chắc chắn luôn. Mình phải bảo nó im mẹ mồm đi, chọn cái thứ ba anh ơi. Im mẹ mồm đi, cái thứ hai. Số 1 thứ hai chính xác nó là gì? Số 1 thì chính xác nó là gì? Là chúng mình có gặp nhau ở cái triển lãm không? À. Hôm qua là thứ ba anh ơi. Em nghĩ là cái thứ hai. Im mẹ mồm đi. Trời ơi, anh thứ hai, thứ hai. À không, phải hỏi lịch sự đã là tối qua mình có gặp nhau đã. Ừ. Tối qua có phệt không? Đấy, dụng mẹ tim rồi. Trời ơi, không tin em gì cả. Mày không nghe cả. Mình làm con mày làm cái này mà. Bảo cái thứ hai rồi. Tôi sao? Chưa trả tiền anh ơi, chưa trả tiền. Bị lộ đây. Yếu luôn. Thì bà ta đang chơi đúng hướng chứ, đúng hướng F3 mà. Đúng không? Đúng. Giả lập ấy. Minh bạch. Tôi xin lỗi ở giường à? Cô đi nhà nghỉ luôn sao chứ? Nghỉ gì anh? Nhà mình thì sao ấy? Ui là. Ua, trông quả Giang Gian này trông dã man thật. Gọi Lý Su Jin ơi, gọi Lý Su Jin ơi. Nhà bạn nhắn cho mình đầu tiên anh ơi. Ơ, tin nhắn của mẹ anh ơi. Tin nhắn lên xem mẹ trước, xem mẹ trước. Mình bad boy. Đúng rồi. Ừ. Vẫn phải check tin nhắn mẹ trước. Wow. Mình lại để avatar hình con chó nhỉ? Are you sleep? Bạn có mệt không? Đừng mệt quá. Thứ hai đi anh ơi.
Ok, hợp lý đây. Mình phải giấu, mình phải giấu. Không muốn mẹ lo, đúng rồi. Dịch cho tao cái đấy mày. Dạ. Cái căn hộ có sao không, làm xong mọi việc chưa? Có cần gửi quần áo hay là chăn không? À, thằng mới chuyển đến đây à? Vâng. Thằng ở thế ạ. Sun boy si tình à? Ok rồi, xong rồi. Ngon luôn. Lizushin. Lizushin là bạn nào nhỉ? Cái bạn váy rách. Lizushin là cái bạn giám đốc anh. Giám đốc Zhang Jian mới là váy rách, em nhớ đó. Zhang Jian là váy rách à? Thế còn Xiao Lu là bạn phục vụ lúc nãy à? Đúng rồi. Check công việc trước. Bốt. À, mình hết tiền. Nó đang bảo là tao cho mày trả góp được. Chắc là... bú luôn. Bú luôn. Không đi ăn với người ta mà còn bướng tiếng. Lưu là thằng béo là. Bót này khác. Thằng con trai vừa nãy đây anh. Đây chắc là bạn rồi. Tóm tắt nội dung của tao cái đấy ơi. Anh có kéo lên được không anh? Đéo được, à được. Được. Nó rủ mình chơi game này. Xong rồi nó bảo là nó nghe về chuyện tối qua rồi. Xong rồi nó hỏi là xong tao biết khi nào mày quyết định. Xong rồi nó bảo là ui mày ơi cái con ghệ ở bên trái mà ngon vãi luôn. Đấy. Xong rồi nó hỏi mình là nó hỏi mình là tao có nên lấy số điện thoại của nó không, của cô ấy không. Xong rồi nó hỏi mình pick up line câu đầu tiên là gì. Xong rồi mình khuyên nó là cứ thẳng thắn thôi. Thế nó bảo là thôi quên đi, tao không kiểu thoải mái khi ở ngoài đông người lắm, kiểu thế. Thế thì đấy. Cái này là nói chung là chỉ nói chuyện về tối qua, chuyện phiếm anh ạ. Chấm hỏi rồi anh kìa. Bạn bè thế thôi. Tiêu díu. Đéo biết nói gì thế. Chửi à. Rồi. Ui. Bè chơi quả bà sếp trước đi. Lee Jung Shin đi. Chơi bà sếp à? Chơi cả bà sếp luôn. Ôi, ôi, bè mày nhắn khó này. Hey, you there? Em ăn cơm chưa? Đầu luôn. À, đoán là... Đoán xem tôi là ai? Mình tinh nghịch tí anh ơi. Tinh nghịch à? Tinh nghịch à? Vâng, chị này sếp trông chị là khó tính lắm. Đúng rồi, chị khó tính lắm. Phải hey, you there. Hợp lý. Đúng rồi, ơi. Đây là một câu chào lịch sự. Chào liều em. Tí anh ơi, liều ăn mà liều. Từ chiều. Ấy, biết mày. Cái gì đáng lẽ phải hỏi là... Tao biết mày là Vuji rồi. Luôn này. Ui, cái đầu tiên anh ơi. Không hỏi mình đẹp trai không? Ui trời, ngáo đấy. Thế. Ôi thầy, chắc chu lớp luôn nhở. Nó hỏi là lần tới, nó hẹn mình đi triển lãm lại lần tới. À, đi chứ? Đi chứ? Đi cùng không? Ui! How about now? Nào luôn. Ờ đúng rồi, nào luôn. Có việc luôn anh ơi. Ngay bây giờ kìa, tôi đang không đi kìa. Để luôn. À, vâng, để người ta chủ động. Đúng rồi, để người ta chủ động. Mình phải hỏi là khi nào bạn rảnh, đúng không? Khi nào em rảnh? Đúng rồi, đấy. Bây giờ là xong người ta sẽ bảo bây giờ luôn này. Đấy. Chưa? Nào. Ấy, mình phải bảo bây giờ luôn. Dịch cho tao cái đấy. Nó bảo là nói tí nữa, tức là bảo là ok, tao sẽ cho mày biết đấy. Xong rồi bạn tao là đang chửi thằng bạn trai của nó. Xong rồi nói chuyện sau nhé. Ok. Ok dưới kìa. Một cái dưới này là một icon kiểu trái tim thả thính. Ok, không. Tao nghĩ ok đây. Bạn này mình nên xác định mối quan hệ nghiêm túc với bạn này này. Bạn này là được này. Bạn này là yêu xong rồi cưới luôn rồi anh đồ. Xong rồi bây giờ đến bạn là Giang Giang là bạn hôm trước uống say mình đúng không? Đúng rồi. Các bạn anh ơi. Đấy, bạn này lưu tiêu diêu được này đấy. Bạn này thì đấy đúng rồi, đoán xem anh là ai. Bạn tinh nghịch thế đấy. Không tinh nghịch không được anh ạ. Ủa, lại rủ đi uống tiếp này. Hỏi là bảo uống không, nấu đi uống rượu, anh ơi, dịch đấy mày. Nó còn bảo là có thằng con trai nào đẹp trai đi cùng không đây này. Chết rồi, chắc không để ý mình rồi. Không, chắc là hẹn hò đôi rồi. Ông có khi nó không biết mình là ai. Không, nó đoán mình là ai mà. Nó dẫn theo bạn. Nó dẫn theo bạn trời ơi. Nó tưởng mình là con gái đấy. Chép cơ. Nó tưởng mình là con gái đấy. Em nó tưởng mình là con gái. Đúng rồi. Nó tưởng mình là con gái rồi. Anh nhấn câu trả lời xem nào, xem có những cái gì. Mình lừa tiền nó luôn. Từ. Ý mày là một thằng trông ngon như tao. Đúng. Trời ơi luôn. Hoặc là mày uống mày muốn uống với tao tiếp không? Câu đầu ơi. Câu đầu. Câu đầu lộ mình đấy. Mình lộ đi chứ. Ủa nhưng mà style của bạn này là mà phải cắt lộ mà. Đúng rồi. Câu đầu. Này câu đầu nhận ra đây ở câu đầu chưa? Câu đầu luôn. Đúng. Con này lại say mẹ rồi. Con này đéo tỉnh. Say rồi.
auto reply. Ơ vãi cứt. Ơ vãi lên. Ơ vãi cứt ạ. Reply. Reply. Ôi giời ơi. Mẹ chap gơn vãi cứt. Rồi, đến bạn quét dọn đi. Giao lưu. Tôi xin lỗi, tôi đã trả tiền cho nó. Gentleman. Ơ trả tiền cái gì nhỉ? Giả giả vụ gì nhỉ? Cái vụ như là nó bắt đền, nó sẽ bắt đền từ lương. Cái dưới là gì? Thế cái dưới là mày còn à? Mày còn cáu không? Không đáng đâu. Không đáng đâu. À. Ô, xin lỗi nha anh em. Ờ xin lỗi. Xin lỗi đi. Trông có vẻ nghiêm trọng. À, nó hỏi là địt bạn thằng đéo rồi đấy. Thế tôi không rep nữa anh ơi. Chắc nó không nhớ mình rồi. Không không, vẫn phải giải hòa chứ. You have me for the phone anh ơi. Thứ hai cái đầu nó không nhớ Gucci đâu. Đúng 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 đúng. Rồi. Ơ ừ. Rồi, bị chặn luôn rồi. Bị chặn mẹ luôn à? Không. Không. Anh nghĩ là như nào thì vẫn bị chặn thôi. Ừ, đúng 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 đúng. Hết này. Sao vẫn giận? Sao giờ làm gì? Rồi. À, thằng bạn, thằng Lưu, thằng Lưu. 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 Thôi. Tiêu Diêu à? Có chuyện quan trọng. Bạn, bạn. Bạn tên là Lưu Tiêu Diêu. Đúng rồi, để thằng Dev dịch cho, tại nhiều người xem người ta cũng đéo hiểu ấy. Ủa rồi, nó đang chuẩn bị làm về mảng bất động sản. Làm nhân viên bất động sản. Nhớ nhà không? Giống anh Khôi vậy. Tao không đi về. Tao không đeo đâu. À, nó bị... Nó bảo là... Thằng này nó bảo là nó hiểu mình nợ mà mình không muốn kiểu gia đình biết đấy. Không, nó bảo là mình lên thành phố thì nó không giải quyết được vấn đề đâu. Không giải quyết được việc là mình kiếm nhiều tiền hơn đâu. Cái thằng này nó đang muốn mình đi theo bất động sản của nó ấy. Thằng này nó lo là mình đang ở trong thành phố lạ lẫm này mà không có người quen. Mà sao mình đối xử nó như thế? Nó bảo rồi đừng như này nữa. Nhìn tao này. Tao có vấn đề rất là nghiêm trọng muốn nói với mày. Mày sắp hết tiền rồi. Mày không đủ khả năng để thuê chỗ này đâu. Có hai lựa chọn. Một là tìm một người sống chung. Hai là mày sống với tao. Do mày chọn. Ui, thằng này vui đấy. Không biết là Lưu Tiêu Diêu vui đấy. Tìm roommate nhiều khi là cộng một đấy. Bị lùa gào. Bây giờ nha, anh em thống nhất với nhau nha. Là đến đoạn hội thoại thằng Dev nó sẽ dịch để anh em mình cũng hiểu, xong kênh chat cũng hiểu. Xong đến đoạn lựa chọn là anh em mình cùng nhau bàn luận phương án nào hợp lý nhất. Ok. Ok chưa? Ok. Bạn gái anh ơi. Em nghĩ là roommate đi để còn bạn gái. Anh cũng nghĩ là phải có điên thằng này lắm. Ở với thằng này xong mẹ xong cũng không làm ăn được gì đúng không? À đúng rồi. Chắc chắn là như vậy. Ở với thằng này nó mới hay dẫn bạn gái về anh ơi. Đấy cũng được mà. Bỏ mà. Ở với thằng này nó nâng thay chân. Ở thằng này mình ở phòng bên cạnh toàn nghe được tiếng á. Đúng không, không không không. Mình sẽ tìm thêm roommate hợp lý này. Đúng rồi. Đẹp là đẹp. Thằng này lúc mày nó dâm lắm. Ừ, roommate là dính cái thằng béo béo lúc đầu ấy. Thằng này chơi kiểu hôm nay thầy. Tao đang bảo là đây là mình chuẩn bị nói chuyện với những người khác để tìm chỗ cư để thuê ấy. Nó bị gặp gái thì tìm ai? Roommate. Ui dồi ôi. Ủa, đây là bông min này. Ủa, cô à? Người ở chung à? Đây là người ở chung đi à? Người ở chung. Hình như thế anh ạ, đúng không? Thầy à? Ui, không ổn, không ổn anh ơi. Thầy luôn. Ổn luôn, ổn luôn. Ổn luôn. Chốt đơn. Chốt đơn, chốt đơn, chốt đơn. Tự lại luôn. Ok à? Ok à? Chê, em chê rồi. Nó từ chối hết à? Ok. Sao mày... Có tính thế? Sao mày không ngủ mẹ ngoài đường đi? Ê, ê, à, đang tìm bạn chung chung. Ê, sì mà. Lê khảo. Bảo mình rất là hên. Một cơ hội nữa. Chả biết cơ hội gì. Bây giờ mình mới đi xem anh ạ. Cơ hội biết à? Em tập 1. Ui giời, Ly cũng xin rồi. Rồi, 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 luôn. Rồi, chào hai nhá. Ok anh ơi. Wow, vẫn ưu tiên chị Lee Jun Shin hơn này. Thích bạn Xiao Lu. Không, em thích Xiao Lu. Xiao Lu. Xiao anh ơi. Em Jian ơi. Nó hỏi tao có phải thằng bạn thứ nhất của mày ở đây không? Chỉ những chuyến quy hóa luận thái sang rất là quán hiểu. Bạn là, xong mình bảo là mình có thêm một người bạn nữa, gặp trên mạng. Đó.
Không, tao mất số điện thoại của cô ấy rồi. Không quen nữa. Mình hết mẹ bạn. Mình có mỗi thằng này anh ạ. Đấy, bạn duy nhất của mình ở Trung Quốc đây. Các bạn. Trước kia mình là cái gì anh ạ? Nó bảo mình là mày không phải thằng đàn ông mà ngày xưa mày từng là nữa. Đây là một khách hàng rất là tiềm năng. Còn khách hàng này mà kiểu không thấy mày ok thì không có sự lựa chọn khác nữa. Không khách hàng gì. Đây là căn phòng tốt nhất mà tao tìm được cho mày rồi. Đấy, mày xem mày có thích không? Tao sẽ gọi cho kiểu các là người cho thuê cuộc điện thoại. Là thằng này đến đây để ở chung á? Nó tìm cho mình chỗ ở hay sao? Rồi ơi, nó tìm. Phòng này là phòng ở ghép. Ở ghép mà. Trời ơi, lại ngó phòng. Từ ngó nhà vệ sinh trước đi, cả thứ tao quan tâm nhất. Ui, chắc chắn là con gái à? Con gái rồi. Mùi rất là thơm. Ngon mà đâu. Mía lùi. Khăn hồng. Ui, đừng hít. Hít đi. Ok á, thằng này. Không phải con trai nhở? Hít lại không tử tế thì kể. Ủa, có thể là con trai mà. Ừ, có thể là con trai. Màu hồng. Ui dồi ôi, sửa ống nước may mắn rồi. Sửa ống nước nữa. Thôi xong con gái nên cũng sửa được rồi. Đúng chứ, chính xác. Sợ luôn. Uầy. Trông ngăn nắp thế nhở? Con gái có 4 cái bát nhở? Cái gì đây? Mì à? Mì. Mì nấu 2 phút. Đũa ở cốc kìa. Đây này, đây mới là mì đây này, đây là đũa. Ok. Đây là bát này. Đĩa cũng xem nhỉ? Đĩa này quá sạch. Ủa, đĩa của IKEA luôn, bạn có vu đấy. Chắc là ăn xong liếm sạch vãi cứt nhỉ, bóng nhoáng. Xem bên phải này. Phòng khách. Ôi giời ơi, còn hồng thế này. Toàn màu hồng. Cái gối beauty kia chắc chắn là con gái rồi. Nói thế. Có cả vi vịt kìa. Cái gì cũng đã xảy ra hết. Hết. Hảo sao nữ à. Cái này trông nữ tính quá. Hảo sao nữ. Làm giấc luôn. Thêm thế nhở? À hơi cứng, hơi cứng. Để về sofa cứng quá. Ui dồi. Ui bô. Tôi chết rồi. Ui như có con thì sao ấy? Chứ không phải 18 cộng rồi anh ơi. Hỏng rồi. Mẹ đơn thân, mẹ đơn thân. Ghi chép, sổ ghi chép. Sổ thu chi à? Chi tiêu. Thu chi sao? Thu chi. Hết rồi. Tao xong rồi. Mày nghĩ như nào, ok không? Mày nhìn phòng mày đây. Ui nhờ. Ui lại con này anh. Anh yêu em. Ui giời ơi. Có một cái nhà tắm rồi. Khi tao thuê phòng, tao nói rất rõ là tao không share phòng này với một thằng đàn ông khác này. Nhưng mà chắc bà này cũng ít tiền, đúng rồi, nên là không có option. Mình chọn bạn này tại mình là nhân mã em đấy. Hợp đồng không có điều khoản nào nói là không được ghép đôi với cả con trai cả. Bỏ tôi hứa mồm thôi. Đấy. Không tính. Chuẩn chưa? Đấy, bây giờ làm sao nói chuyện để cho nó ở mình ở cung này. Uầy. Thì mới sơ múi được tí đấy điểm này. Ừ, đoạn này phải quyết định này. Dịch đi. Câu đầu là gì đây? Trái. Câu đầu là thuyết phục Xeolu là cô bé này để cho mình thuê chung cái chỗ này. Còn cái thứ hai là nói chuyện với Lưu để đi về. Cho mình đi về. Thôi, còn thở là còn gỡ, vẫn phải có cơ hội đúng không? Vẫn phải thử. Gỡ nhau. Nó đang bảo là tức là cái công ty cho nó thuê đã hứa rồi nhưng mà chỉ hứa một thôi nên là không có hiệu lực. Đấy, nếu mà mày phá hợp đồng thì phải trả phạt rất là nhiều. Đấy, phạt chắc chắn là có luôn. Nếu mà phá vỡ các điều khoản ở trong hợp đồng.
Đúng chưa? Hết sự lựa chọn luôn. Ui, thế là ép nó vào đường cùng rồi. Con rán. Ngon luôn. Ôi rồi ôi. Cộng một điểm. Đâu rán đâu? Đâu? Chip à? Nhìn mấy cái nó à? Con này lừa rồi. Cẩn thận đi. Trời ơi, có một người kìa. Là sao em ngủ mà trong phòng có rán được? Em có thể ngủ trên ghế sofa mà. Tưởng ghét nhau lắm mà nhỉ? Tưởng ghét nhau. Vội thế, từ từ. Thông cảm cho nhau chứ, anh ở với nhau mà. Sofa thì cứng thế. Úi giời. Úi giời. Oh my god, Nip. Anh không ngủ à? Anh thức muộn lắm. Rất là khéo á. Em ngủ luôn à? Nhưng mà không được chọn nhỉ? Nở tim. Bác cầm bác. Nhìn kỹ thấy đẹp trai. Wow. Như nào nhỉ? Cho bạn xem tim cái. Như nào nhỉ? Rồi, mặc áo xám. Em không muốn anh bị cảm lạnh. Rồi, quan tâm thế. Ủa, cái lò lưu thả điên khoảng. Cái con lưu. Uế, lò lưu à? Cái phòng này có mơ nhỉ? Nghĩa cho phòng đông. Gọi kia bảo là trong nhà có rán, không bảo chủ nhà là đi giết rán đi, lại ghi điểm luôn. Ừ. Nhất. Không thể đến lễ tốt nghiệp của tao à? Tôi không sao. Tao bảo mày nghe chậm được. Nghe chậm được. Tức là không mình đi ở đây. Mình đi ở lại là. Đi phải im để thằng đẹp nó dây cái xem nào. Đấy mình nghe trộm rồi. Ừ, nghe trộm. Cái thông tin lúc nãy là gì đấy? Vâng, là kiểu ý là gia đình không đến được lễ tốt nghiệp của mình. Xong rồi bây giờ con xong cái cô bé này bảo là con đã nói là từ rất là lâu rồi. Xong rồi xong lúc sau cũng thôi, bảo thôi thì không cần đến đâu, đến chỉ mận trách việc thôi. Bây giờ mình có hai lựa chọn. Một là giả vờ làm gia đình của cô ấy ở trong lễ tốt nghiệp. Hai nữa là giả vờ làm her pursuer, là người theo đuổi ôi ở trong tốt nghiệp à? Gia đình chứ. Đúng không? Gia đình chứ. Gia đình nhá. Là đến luôn này. Được. Ờ. Buồn. Cha lừa nhân phẩm. Sinh gái chứ. Ôi sao luôn? Tại sao em có thể đến lễ tốt nghiệp mà không có gia đình ở bên cạnh được? Tặng hoa luôn. Đấy. Là ok đi phải không? Đây nữa, cho anh chụp em một cái ảnh kiểu ảnh đi. Lưu tiêu diêu đấy. Gửi lên. Ôi trời, nghiêng thế. Tại sao lại khai sinh đi hả? Đụp số hơn em thế. Cười tươi hơn nào. Phụt sọ. Phụt sọ. Wow, xinh hôn. Ở à? Ở hả? Mì, mì. Ồ, như cái mì lúc nãy. Mì chuối. À, mì lúc nãy á. Mình biết Photoshop cả Photoshop luôn, edit ảnh. Phát sư Trung Hoa. Nhân nghệ. Mình cứ như anh Độ ấy nhỉ? Chơi còn số đấy thôi. Đúng rồi, xếp luôn nhỉ. Đồ giờ tán trang sẽ không toàn Photoshop. Giờ tán chỉ mail qua thêm. Cảm ơn mình. Anh sợ ảnh đẹp quá. Em nhìn xinh thế. Xinh thế. Không phải đâu, là do em xinh sẵn đấy. Tại sao anh lại ăn cái này suốt ngày vậy? À, nó giúp anh tiết kiệm tiền. Mà với cả nó ăn ngon. Không cần tiết kiệm như này đâu. Sức khỏe là quan trọng nhất. Đúng rồi, Cui ca. 你怎么天天都过这么节俭？ 生意失败了，欠了不少钱。啊，工作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 
Anh dù anh có nợ nần nhưng mà anh vẫn người rất là quan tâm. Điều em muốn làm sau lễ tốt nghiệp là mua một cái căn nhà trong thành phố này. Em cũng đã tiết kiệm từ rất là lâu rồi. Mình tiết kiệm cùng nhau em nhé. Bây giờ mình thi đấu đi. Em ai tiết kiệm được nhiều hơn. Anh có kiểu phỏng vấn làm việc ngày mai rồi. Chạy yếu. Chạy yếu. Cố lên à, cố lên à, cố lên. Chạy yếu cái chứ. Bảo vệ chúng chỉ làm chạy yếu. Đây là xếp 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 à? Dễ ta. Đây là TV của em. Cố ý. Ờ, tuổi. Ôi dồi ôi. Giám đốc này à? Anh đâu chí lắm. Chơi anh à. Phỏng vấn. 其实没必要浪费时间。
không để mất thời gian nữa. Anh không phù hợp để ngồi đây, anh có thể rời đi. Cái mặt đó. Dịch. Cái bên trái là nói lại cái ông phỏng vấn mình kiểu một cách tức giận, nói bên phải một cách kiểu rất là nice, rất là lễ phép, kiểu là rất là nhẹ nhàng. Tao xin lỗi, tao xin lỗi cái con bé đấy, không phải con bé chứ, uống rượu mình đâu đúng không? Đúng mà anh. Đó. Công ty luôn à? Chơi ấy. Có ăn chơi ấy. Bên trái là sấy, bên phải là tử tế. Ờ tử tế kìa. Thôi tử tế thôi, đúng không? Đúng bản chất của mình. Xin việc mà đúng không? Đúng rồi anh ạ. Em đến cái cuộc phỏng vấn này bởi lời mời. Anh có nhầm kiểu CV với ai không? Cố ý. Cố ý là tên anh đúng không? Anh không có kinh nghiệm làm việc nào cả. Điều gì khiến anh nghĩ anh phù hợp để làm việc ở đây vậy? Phải là mất thời gian. Mà khó tính thế. Con này điên hộ mình rồi. Ấy. Cứu rồi. Điên hộ à? Ngon luôn. Ui cái thằng ấy thằng điên ấy. Ui thế giới lớn mà có nhiều người tốt mà. Sao anh kiểu bao dung thế? Anh không nhìn giống thể loại kiểu đàn ông hết tiền. Công ty của anh bị phá sản rồi hay là gì? Em chỉ đoán thôi. Không nghĩ là em sẽ đoán đúng. Công việc của anh kiểu là phá sản không còn tiền nữa, không đủ để trả nợ. Anh đến đây một mình à, không kể cho bạn bè à. Thế là manly đấy, anh bản lĩnh đấy, nó khen mình bản lĩnh. Ồ, anh có một cuộc phỏng vấn khác. Đi tới. Ok. Từ ngày xưa mình giàu lắm anh Độ ơi, còn bây giờ mình ngã ngựa thôi. Anh đang vẽ gì nè? Mày nghĩ gì đấy? Cái bức tranh này mà không bán được tiền à? Qua để em hỏi thích. Mình đang bảo là tả bức tranh này nó rất là ok. Nhưng mà tà sếp này không thấy ok. Anh cút. Đuổi luôn à? Đuổi luôn. Vẫn định đuổi mình. Ôi trời ơi. Đấy. Bà kia đấy. Không, bà kia đã quyết định mua lại bức tranh cho mình. À mình đi vẽ tranh. Anh vẽ hơi bị đẹp đấy. Nó có sự kiểu chất ở trong đấy. Anh có muốn làm việc ở chỗ khác không? Em phỏng vấn bao nhiêu nơi rồi mà chưa có công việc. Không tìm một công việc khác chắc là sẽ không dễ đâu. Các con này định bảo mình làm cho bú luôn. Ôi trời. Thế là sếp mình. Thằng em đã giúp anh tìm việc. Tiếp bán này quen lắm. Bảo là anh có công việc này tại vì anh giỏi, không phải vì em. Anh có đang ở trong bảo tàng tranh không? Vừa về sau một chuyến công tác. Em sẽ đến gặp anh. Không biết em nào? Em đầu tiên ấy. Em cùng nhà. Ôi rồi ôi. Anh à. Công việc mới của anh thật là tuyệt. Rất là tốt đấy. Em đến đây muốn bảo anh là anh đang làm việc ở đây vậy. Ôi quá liền. Ôi lại phải chọn đang rồi. Bà sếp bên phải là đang bảo là đi theo bà là mình kiếm được rất nhiều tiền. Không học sinh không có lương thưởng. Bây giờ mình phải đi kiểu gọi như là tìm học viên để được thưởng. Em muốn anh vẽ một bức tranh với em. Đồng ý đi gì? Nghĩ là bài kiểm tra này rất là dễ và đơn giản. Anh nên làm đi. Ui, thế bây giờ mình sẽ vẽ một bức tranh mỗi người này luôn. Chết mẹ rồi, vẽ ai bây giờ? À đây, không, vẽ style kiểu từ. Một là style kiểu mắt tính chân thực, hai là kiểu trừu tượng, còn ba là kiểu hoạt hình. Ui, đấy là anh phải kiểu nào phải như là em này anh ạ, mình phải chọn đấy. Tính cách của ba em đấy. Em thích tranh nào ấy? Em realistic nào là chân thực đúng không? Cartoon là hoạt hình, thế ở giữa là gì? Abstract là trừu tượng. Ủa, con bé này thích hội họa là con này thích trừu tượng là mình sẽ ủa. Ờ con kia thích cartoon đúng không? Giờ là mình phải chọn ai thì mình vẽ đúng style người đó. Tức là ngay phải phân tích. Em ở cùng nhà mình ấy thì em có vẻ là thích mình rồi, đó là mình không cần phải vẽ. Chỉ hai chị kia thôi. Đúng rồi. Nhưng mà thực ra là kia là mất rồi đấy. Em ăn chơi bên trái sẽ đéo mang lại cho mình tương lai. Đúng. Em ở giữa vừa cho mình một công việc là mình nên vẽ một bức tranh trừu tượng. Vâng. Và khi mà mình vẽ bức tranh trừu tượng ấy thì mình cũng nâng tầm bản thân của mình lên là đỉnh vẽ mình đỉnh vãi luôn, đúng không? Đúng rồi. Đúng. Trừu tượng vẫn đẹp đấy. Đúng. Hợp lý. Ở giữa nhá. Giữa. Chốt luôn.
gì đây? Thích luôn. Em kia bị tổn thương kìa. Rất thích. Hai em kia xem đéo hiểu gì cả. Em ở giữa trong mặt cáu với lên. Các bạn là tối nay có bữa tiệc ở nhà nó có muốn đi không? Bà này thì đang nghĩ là đang muốn biến một phòng của bà ấy thành studio mà đang cần rất là nhiều sự trợ giúp đi co lại ấy. Bà này bảo là cái công ty mà bà đang làm đang cần phải vẽ một bức tranh. Nếu có đi không, nếu mà đi được 500 yên một ngày. Ôi, có ba lựa chọn. Đi chơi. Đi giúp đi chơi đi thôi. Hay đi làm. Đi chơi đi. Đưa tao vào những cái ngã rẽ mà khó chọn thế nhỉ? Lại phải phân tích anh ơi, lại phải phân tích. Rồi mình phân tích nha. Bây giờ đi sang bên trái là mình kiếm được 500 đồng. Đúng. Đúng không? Ở giữa là chỉ đi chơi vô bổ vãi cứt. Đúng. Đúng, bỏ đời. Nhưng bên phải là được đi lấy lòng sếp. Đúng. Đúng, vãi đây. Mà kiếm tiền ra đây chân thực đi. Mà anh ơi, vừa nãy mình đã làm tổn thương em Xiao Lu rồi. Ui kệ em ấy, xong rồi. Em ấy đi. Em ấy thích mình cả em đó. Đúng, 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 phải cho con gái theo đuổi mình chứ, đúng không? Đúng, cho người ta theo đuổi mình đi. Đây, anh để em phân tích này, đây này. Nhất là mình vừa ký được hợp đồng với chị kia là công việc rồi, là chắc chắn là hàng tháng là có tiền lương, đúng không? Đúng. Em gái kia thì là mình kiếm được có 500 thì thấm ở đâu? Bây giờ mình đi làm mấy ngày rồi, mình mệt rồi, phải đi chơi. Nhưng mà người ta lại cái bạn thì em làm chưa được đồng nào đã đi chơi rồi khoai. Không, bây giờ đây nha, anh bảo. Tới đây nha, ở cùng nhà em này rồi, lúc đéo là gặp nhau sẽ được, đúng không? Đúng. Đúng rồi ạ. Đúng. Bây giờ phải lấy lòng sếp trước, sếp giàu, đúng không? Đúng, đúng, đúng. Thế vừa mình giàu, mình, okay mình giàu rồi mình mới lo còn cho siêu luôn được. Còn cái quả chơi ở giữa ấy nhót. Nhót luôn. Anh phải chia đều ra chứ, anh phải lấy tình cảm đều ra chứ. Anh phải thiên về mỗi chị sếp thôi. Nhưng mà tại vì lúc nãy nha, chị bên trái cùng nhà bị rụng tim con mẹ rồi. Thì bây giờ sang. Nhưng mà anh chỉ sợ là đến cuối game ấy bị rụng nhiều quá mà nó ngang 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 nhau, là nó đéo có ending gì đâu. Nó thành một cái ending rất là dở hơi. Là F3 đấy. Bên giữa là ăn chơi. Bên trái là một người vợ tần tảo, bên phải là một người sếp sugar mummy. Đấy, style của anh là gì anh Đô? Không, nhưng không phải style, anh đang đặt mình vào nhân vật nha. Thì rõ ràng là mình với cả hội họa với cả sếp là trông có vẻ là khớp với nhau này, đúng không? Đúng. Nhưng mà quả bên trái này là quả động viên mình trong cuộc sống này, có mình thêm động lực để mình làm đầu này. Đúng, con gái bên trái là bên năm, bên năm chưa có gì. Đúng, đúng không? Đúng rồi, con gái bên trái là bên năm chưa có gì này. Đồng hành đi anh ơi, để kiếm 500 đồng anh ơi. Nếu không có em ủng hộ tinh thần cho anh, thì làm sao anh làm việc được, đúng không ạ? Đúng, 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 đúng. Thôi, từ từ, bây giờ kiếm 5 lốt trước, ơi. Em bảo ấy là anh đặt mình vào gọi là nhân vật trong game, đúng không? Anh phải đặt mình là một streamer ở bên ngoài. Ui thế này anh bạn ở giữa luôn, muốn chơi luôn đấy. Viewer muốn gì? Viewer muốn gì? Viewer muốn gì nào? Viewer muốn đi chơi. Em nghĩ là anh cứ chơi thôi. À, cho phần nữ chơi đẹp một con gái bao giờ. Em bảo anh chép đi. Một giờ chơi mơ đúng không anh? Đổi bơi đấy. Tôi đã nghe được đúng không? Thôi. Thôi rồi em này. Sự nghiệp, sự nghiệp phải từ từ. Bình tĩnh kiếm từng đồng một. Mình vừa đi làm vừa lên thành phố. Mẹ ạ. Thôi, bên trái nhá. Mình không thể bán rẻ mình cho xem được. Bên trái nhá. Vài quá, anh thoát vai đi. Anh an toàn thế. Em nghĩ là bên phải tôi nói chơi đúng tình mà. Bên sếp mình cho sếp luôn rồi. Ui rồi mặt sếp gửi đòn như vậy mà anh đâu. Em hỏi anh không phải mình mất giá trị không? Mà mình phải cun cút theo sếp không? Không, yên tâm nha, sếp thích mình rồi. Sếp thích mình nhưng mà... Thôi, kiếm năm lên một tầng cao mới. Tìm hiểu biết đấy cái bắt ti người ta chơi gì chứ. Đúng rồi, chứ phải bơi gì. Không, nhưng mà hồi nãy Bikili đấy là mình đi chơi là mình có thêm học viên, là mình cũng có thêm lương á nè. Ừ, đúng. Mà thương vô bổ quá. Học viên lại xinh nữa. Đâu. Anh sẽ biến mình thành chat boy đấy anh ạ. Không được, không được, không được. Đúng, 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 đúng. Tao kiếm 500 trước đây. Chào chúng mày. Đúng, đúng, đúng. Nào Bikili này, Bikili này, trời ơi. Em xin lỗi, em lỡ làm bẩn bức tranh của anh rồi. Nên làm gì đây? Làm lại à? Trời ơi, mất cả tối. Mất cả tối sơn mà làm bẩn bức tranh của mình à? Mất 500 luôn. Không sao đâu. Anh sửa lại phát được luôn à? Ui, đỉnh đỉnh. Ui dồi. Hai trái tim. Một túp lều tranh, hai trái tim vàng à? Đây rồi. Xấu vậy. Ừ, xấu vậy. Chân chủ tướng thật à? Anh thật là tuyệt vời. Chú tượng vậy. Tại sao anh lại đang cười? Cười, cười tại vì là em trông rất là kiểu lo lắng lúc nãy. Mà như anh thấy cái đấy điều đấy đáng yêu. Dễ thương quá. Ôi, bóng bay kìa, Master Z. Ừ. Em có muốn không?
Em sẽ lấy nó cho em. Ai lúa nhớ ngoài đấy. Anh đi lùi ôi rồi ôi lấy kiểu gì. Giỡn hoài. Xin gái xin gái xin gái. Ôi rồi ôi LeBron James mà. Chào cây chào cây. Bây giờ là mình sẽ mua một quả mới hay là mình trèo lên cây. Thì có tiền mà mua. Đéo tiền mà mua. À vừa kiếm 5 lốp mà vừa kiếm 5 lốp mà. Kiếm mà trèo cây đi. Ok, phân tích nha, phân tích nhá. Nếu như về khía cạnh mà tán con bé này ấy, thì rõ ràng là những đồng tiền đầu tiên mình kiếm được mình lại đi mua một quả bóng rất ý nghĩa cho con bé này. Đúng. Còn bây giờ nha, một nơi công cộng nha, đi trèo cây mất hình ảnh vãi cứt, chưa kể rách quần bị ngã xuống, chết mẹ luôn là hết game đấy. Nhưng mà anh không ngại nguy hiểm, anh trèo lên lấy bóng nó mới ý nghĩa. Đúng. Em ơi, nó là ngu em ạ. Trời ơi. Anh nghĩ để em phân tích này. Em hiểu cái tình cảnh này. Quả bóng vừa rồi là mình vừa bỏ 500 mình mua, bây giờ nó bay lên đấy. Tức là mình hết tiền rồi, mình phải treo. Không, đâu, không phải, đây là quả mà hai đứa này đi dạo xong thấy nó ở trên. Đúng rồi. Ồ, sẵn trên đấy rồi. Nhưng mà bạn ấy bảo là bạn ấy thích quả bóng này. Đúng, anh Đỗ ơi. Chỉ bảo là bạn ấy thích quả bóng kia thôi. Anh anh có ngã cây, anh làm trò hề trong mắt người khác nhưng mà vẫn là anh hùng trong mắt người ta. Đúng không? Đợi gì anh phải mua. Được, tao trèo luôn đây. Tao trèo này. Trèo lên luôn. Trèo đi, đúng, trèo đi. Ờ có trèo đâu. Cái cây khều mà. Đấy. Cô xuống bổ bắt đầu chị này thôi. Cố chấp ấy. Em không lên được đâu. Ok. Cái đầu đấy này. Cái đầu đấy. Ôi giời. Ôi giời. Trời ơi. Cái lồng mơ. Trời ơi. Em một thông báo. Hôm nay ngày đầu tiên mà tao có cái check đầu tiên của tao là ngày nhận lương. Cảm ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ anh qua hoàn cảnh này. Em và em. Mày nói hết câu đi được không? À, hôm nay anh sẽ nấu cho tất cả các em một bữa ăn thật là tuyệt vời. Đi con mẹ. Cả cái mày quá con đúng tự ăn. Bây giờ phải chịu trách nhiệm đi mẹ cái hành động ngu ngốc trèo lên cây lấy quả bóng lấy của thằng nào? Là của Lu. Thằng Bô. Nó bằng đẹp. Đi mẹ tự hủy vãi cân. Không, bây giờ nãy mình cái cây vừa đập vô bàn đầu Lu rồi. Giờ mình phải lấy lòng bằng Lu lại nè. Không, bây giờ nha, anh em phải tính nha, để có một cái ending tốt nhất thì mình phải focus vào một bạn thôi. Đúng. Đúng không? Bây giờ mình tự đớp là mình đéo được. Mất điểm rồi. Lu, cho Lu lên đây. Mình vẫn muốn đưa cho bạn sếp chứ gì. Không, bây giờ như em hỏi nhá, kiểu gì nó cũng là happy ending đúng không? Nhiều tiền hay ít tiền nó cũng vẫn là happy ending đúng không? Đúng rồi, thì anh chọn sếp. Ok. Hợp lý anh ơi, chọn luôn. Ông chọn sao Lu? Lu vừa cho quả cây vào đầu rồi còn cứu thế nào được nữa em. Anh đưa miếng bánh à? Làm lành. Làm miếng bánh làm lành. Bây giờ anh chỉ làm lành đi ăn. Làm lành. Chưa tới nào anh đưa miếng bánh xong rồi xin lỗi. Đầu tối hôm qua. Nhưng mà như này nha anh đội nha. Anh vừa đi chọn bạn này để đi vẽ tranh cho bạn ấy rồi, xong anh lại đưa cho bạn ấy tiếp thì sếp sẽ nghĩ gì về anh? Đấy. Sếp chẳng nghĩ gì cả, sếp là... Nhưng mà khoan, anh thích sếp. Anh lại để em phân tích này. Sếp nghĩ là anh trung tình quá, sếp thích anh tiếp. Đúng. Anh từ đến giờ là anh lại vừa thoát vai rồi. Bây giờ anh lại phải nhập vai vào. Em phân tích như này, mấy ngày vừa rồi anh toàn ăn mì, anh có đói không? Anh đói. Chắc chắn anh đói. Tự dưng có miếng bánh ngọt ngon như thế này thì anh phải ăn một mình. Anh đói mà. Phải nhập vai vào, anh đang đói. Nhưng mà bây giờ anh nhá, bây giờ nếu mà anh ăn cái này vào là vỡ tim cả ba đúng không? Thật ra nhớ anh tự năng là không làm mất lòng ai này. Đúng, một miếng thôi mà. Là nhưng mà mình vừa bảo là 13 người này đến để mời ăn mà. Đúng rồi, mình vừa bảo tôi nấu cái gì cho mọi người là... cuối cùng mình đớp. Bây giờ nhá, anh bây giờ anh muốn đóng vai là người nhào, là một người kiểu như là nghĩa khí, không cần phải đi dựa vào người khác, hay là anh muốn dựa vào người khác? Anh muốn dựa vào người khác em ạ. Đúng. Dựa vào sếp đi. Sếp trong được hợp lý mà, chọn đâu đó. Nhưng mà Lu xinh kìa. Lu anh ơi. Nhưng mà lỗi tại vì đi. Tối qua vừa phang cái cây vào đầu Lu thì thôi, bây giờ xin lỗi Lu, hợp lý nhất. Hợp lý, hợp lý. Anh ơi. Đúng rồi. Do thằng Bô. Mà đói anh end game rồi đấy. Không nấu mà làm mỗi một miếng bánh nhờ. Mua một miếng bánh thôi à? Đủ cho tất cả mọi người đấy. Ở đây này. Đấy. À.
Không, mình còn một bữa nữa. Đúng, mình chỉ chuẩn bị, chưa chuẩn bị. Đúng rồi. Là có bánh cho tất cả mọi người, nhưng mình vừa chọn là đưa cho ai trước thôi. Ôi dồi, mất 7.000 năm. À, được 7.000 năm yên. Ok rồi, hết là hết tiền rồi. Bà em ăn gì đấy? Tất cả những thứ gì mà em muốn. Ôi trời xong rồi. Lạnh chúa. Đòi nợ à? Đòi nợ không, đây là chủ nhà. Đòi thuê. Ôi trời xong rồi. Mày trả tiền hoặc mày cút. Tao hết tiền rồi. Hết tiền á? À thằng này nghe trộm. Hết tiền mà nấu được cho mấy em bữa ăn là. Bây giờ em bị đuổi thì em sống ở đâu? Đấy, ui dồi. Sống nhà em được không? Ủa, nhà em có party mỗi ngày luôn. Không một người nữa trả sao cả. Ở đến nhà em ở cũng được. Nhà em có một phòng ngủ trống rất gần chỗ anh làm. Có cả một studio kiểu tranh ở đấy nữa. Anh có thể vẽ ở đấy. Còn em kia chẳng có gì offer cả. Còn em kia là bỏ em mới lại. Em ăn luôn rồi. Tính tiền nghe. Ủa. Ờ không, Xeo Lu bảo là em sẽ trả tiền thuê nhà cho anh. Tức là đấy, Xeo Lu ở giữa ấy, bảo em trả con mẹ cho anh luôn. Tính chưa? Anh ở đây anh không được rời đi đâu. Anh tính chưa? Đẹp ơi, anh khổ lắm rồi, anh phải lấy sếp thôi. Con mẹ anh không được chịu được cái cảnh như này. Lu trả cho anh rồi kìa. Lu là rất cày mẹ. Câu chuyện là như này nhá, mình là đã từng là người giàu rồi, chứng tỏ mình là người có năng lực đúng không? Đúng. Đâu phải dựa vào sếp, mình vẫn đi lên được mà. Thế thì mình, em bảo anh ơi, anh thương lượng với thằng kia luôn. Thương lượng với thằng kia đi, đúng rồi. Mình không được để ai giả được, anh ạ. Không, sếp luôn đi cho sướng. Cái kia là quỳ lại đấy. À quỳ lại à, cái này quỳ lại à, đéo được, mất điểm lắm. Quỳ lại, đang nấy đấy. Được cầu xin đấy, cái đấy là cầu xin đấy. Giang hồ ngậm bùi không ngậm nhục. Đúng rồi anh ơi, đừng không, mình không quỳ lại văn xin. Ông anh ơi, anh lại nghe em phân tích này. Ngày xưa mình đã từng ngã ngựa rồi. Mình đã từng sống ở trong những lúc ô nhục nhất rồi. Bây giờ mình quỳ lạy nó tha cho mình. Có phải tốt hơn không? Tội gì? Đúng rồi. Không, mình đã bôi nhục à? Còn hơn để con gái người ta trả tiền cho. Đúng rồi, con gái trả tiền mới nhục thôi. Nhục tùy tí đi. Thực ra cái gì? Nhục ông. Nhưng mà hồi nãy là Lu nhắn tin cho mình. Nên là mấy người kia không biết. Không nhục. Đúng rồi, không nhục. Đúng. Đúng. Nhục. Mà nhục với Lu. Đúng. Còn sao nhục Lu? Sao Lu trong nhà mẹ. Đúng. Ôi dồi ôi, anh ơi. Bắt người ta trả tiền cho ạ. Không, bây giờ thế này, theo về tình ấy thì rõ ràng là mình ở chung nhà với Lu và mình phải có trách nhiệm mình trả tiền. Người ta đến đòi mình là mình không thể chạy sang nhà khác ở được, thế là vô tâm hức hờ. Mình ở đây mình chịu hậu quả mới đi kiếm tiền mình trả cho người ta đúng không? Văn xin nó đi. Đúng. Đúng. Văn xin luôn này. Từ từ anh đừng. Ending là rất tệ vì không còn đồng nào đâu. Xin nó đi. Đúng rồi. Anh Khôi ơi, trời ơi, bây giờ nha, trong mắt ba người phụ nữ này người ta đều thích mình vì mình cứt cũng hóa thành sô cô la, còn trong mắt mình quỳ lên văn xin có mẹ mình nhục không? Quỳ xuống anh ơi. Cái khóa thành sô cô la. Quỳ xuống. Cái này là quỳ lạy à hay là thương lượng đấy? Quỳ lạy này. Quỳ lạy à? Đừng nói mà anh không đến mức quỳ đâu. Thôi, đừng quỳ. Không không, về tao bảo mình nên share tiền với Lu, mình đã theo một nhân vật rồi là mình cứ theo nhân vật đấy thôi. Thì đến cuối mới happy ending được, không là toang đấy. Uầy, cái game này anh phải chơi 4 lần đấy. Ờ, đúng, phải chơi lại chứ. Anh nghĩ là anh sẽ không kiểu ấy đâu. Anh sẽ trả lại em tiền tháng sau. Ôi trời. Ui, thằng này bảo là sao mấy ngày trước bảo là đến hạn tiền nhà còn không có tiền trả mà lại trả cho thằng này. Xin lỏ. Ui, chúng mày không thể tin được. Bà sếp cũng không thích. Em có việc phải làm, em phải đi đây. Phải ôi in luôn rồi. Ôi giời ơi. Ôi có khi mình tin. Tao hối hận quá. Xong cuối cùng mỗi bà này ăn. À đâu? Đồ ăn ấy nấu đấy anh ạ. Bảo là đồ này từ trưa, không em nấu lại cho anh ăn. Ăn đéo toàn cà chua đấy. Trứng cho bà ăn. Ôi dồi, cảm ơn em trả tiền nhà cho anh và bây giờ em cũng nghèo rồi. Không sao, tháng sau anh trả lại em cũng được. Đúng một túp lều tranh hai trái tim vàng luôn đấy. Đi đâu đây? Ôi dồi, hơi ngon luôn. Nhầm 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 nhầm. Trứng cà chua. Ôi dồi, có cả bánh luôn. Ồ, sinh nhật à? Ăn bánh đi anh. Nữa à? Ôi, xong nó bảo hôm nay sinh nhật nó này.
đúng không? Biết ngay mà. Ôi giời ơi. Ra thì hôm nay là sinh nhật tôi. Chứ hôm nay sinh nhật em. Không sao, em chỉ cần anh ở bên cạnh thôi. Mình kiểu mình tiếc là mình không chuẩn bị gì. Mà có một điều ước. Bảo là điều ước không cần tiền mà vẫn có thể làm được. Và anh phải đi với em. Em sẽ dẫn em, vẫn dẫn anh đến một chỗ nào đấy. Ôi thôi, cấm trèo rào nữa mà mình vẫn trèo. Ai kiểu trèo rào bị phạt 50 yên. Chỗ mình bị phạt cả đấy. Còn là sao cho người khác vào vậy. Ui, đây mình có hai cái. Nhanh. Trèo hay đéo trèo? Một là trèo luôn. Trèo đi anh ơi, trèo đi. Nhưng mà cô ấy thích. Ước của nó, cô ấy thích của nó mà anh ơi. Hỏi. Từ từ hỏi đã, đéo có tiền rồi. Hỏi được. Chỗ này có gì đặc biệt vậy? Tại sao mình ở đây? Hắn đã rất tệ. Ui, mưa sa băng. Xem, nhìn thấy kiểu mưa sa băng ở đây. Ở đây ngắm được mưa sa băng. Đó, dẫn. Hay là mình leo tường được. Ui, nó bảo là thôi quên đi. Đấy, mình phải trèo tường kìa. Trèo đi anh ơi. Đi phạm mà trèo vào lại mất tiền đấy, trời ơi, đã nghèo thì chớ. Mẹ ảm con này nhiễu quá, thì tao hối hận quá chúng mày ơi. Nhưng mà sinh nhật mà anh. Nhưng mà nó ước mà. Đừng buồn, chúng một ngày nào đấy anh sẽ dẫn em đến chỗ nào đấy mà có thể ngắm được sao băng. Nhưng mà đây chỉ là điều ước ngày sinh nhật của em thôi, em muốn nó trở thành hiện thực. Điều ước là gì? Không có gì đặc biệt đâu anh. Em đi ngủ đây. Rõ rồi. Thì phải tao nhớ chị sếp quá. Quỳ cơ, như thế cả mà. Anh đang làm gì đấy? Chiếc bức họa xuống kìa. Mùa em có bức tranh này. Như kiểu một món quà. Ui, vẽ luôn sao băng cho người ta luôn mà. Chiếc xìa quỳ kìa. Ui, sao bọng mắt của anh đen thế? Tối qua anh không ngủ à? Hòa hòa bố suy chào. Anh vẽ cả đêm qua, bây giờ anh mới buồn ngủ. Cộng một respect luôn đấy chứ. Thế là gỡ được. Hôm nay mua nhiều đồ lắm. Thế kiểu mình đủ đồ ăn kiểu trong một thời gian dài. Và em đi mặc cả và kiểu tiết kiệm được một vài đồng. Thực ra em đã luôn thích cái cách, cái lối sống này. Kiểu nấu và ăn cùng nhau. Thế thì bây giờ mình nấu và ăn cùng nhau đi. Thử cái bánh này đi anh. Bú. Ok. Sẽ à? Đi phải, lại đôi kia đến. Xong lại bắt tao chọn. Nó cứ qua nhà kìa. Ui, trọ có cả khóa vân tay mà. Được rồi đi. Ui. Thôi. Anh không chạy nổi khỏi em đâu. Anh không thoát được em đâu. Đấy, chị vừa bảo thế. Anh không thoát được em đâu. Anh còn nhớ em không? Ô, nhân vật mới. Ông cứt bẹ rồi. Chân khuây xin. Lại nữa. Hôm xưa mình giàu nên mình kiểu đỉnh cao là đúng anh ạ. Rồi mình ngã ngựa người ta vẫn quan tâm. Như người yêu cũ sao nhỉ? Ừ, chắc là nó phải có uyển khúc gì đấy. Không đủ. Như không cái bạn quay trường hợp. Thì phải đéo đủ tim kìa. Vài cướp. Rồi mất giang rồi. Ui, bà kia full tim luôn mà. Các đang thích mình vãi lúa. Không. Đúng không? Sao anh? Next chapter thôi. Next chapter. Không, nó không cho next. Không đủ để đi tiếp. Ôi tôi chết rồi, thế mình phải chơi lại là đủ tim rồi. Nếu... Ui, game khó đấy. Nếu thế nhở? Chapter 3 Physics này. Đấy, đoạn đây, này tôi đoạn sao băng. Luôn anh. Thôi đéo, bây giờ bạn phải thay đổi lại số phận đi em ạ. Đúng. Thực sự luôn á. Ôi, hay là nó bắt mình chơi... First job. Đấy là từ 3 lần nhỉ? Chọn lại từ đầu luôn. Sao rồi mà một con kia mà đủ bao nhiêu đó tim cho chapter 3 được. Đúng rồi, sao đủ được nhỉ? Mày nó bắt chơi nhiều hay sao? Từ từ xem lại quả first job này đi. Yên sư, 谢谢你 à, 帮我找到这么好的工作. Ô, nhưng mà vẫn là vẽ mà. Đây anh cũng vẽ tặng chủ tượng mà anh. Vẫn được lòng sếp. Vậy. Rồi nha, cái này đúng rồi nha. Một会儿你们都有什么计划? 今晚我朋友在叫我轰趴，你要不要一起来？我可以把他们发展成一只学生。嗯。哦，我这边想把一个房间改成画室。啊，你到sếp đi decor à？Đúng. Cô一个,
我们公司要画一个墙绘，我可以跟老板申请，让你试试。可以的话，一晚上能挣500呢。 Thực ra nghĩ đúng hơn là mình với cả bà cùng nhà kia chưa có mối quan hệ gì, mình cố gắng thế rồi mà kiểu rất là người yêu. Đi luôn theo sếp đi anh ạ. Thử. Tức là mình cứ đẩy làm sao cho nó lên thật nhiều team xem nào thì nó mới ra được chắp bá. À, sự biến thần. Sao anh lại nhìn bức tranh này mà em nhanh rồi. Bức tranh này anh nhìn ra điều gì? Ôi giời. Picasso. Đây là một kiệt tác của Picasso. Xong rồi cái thứ hai là Picasso đúng là một kiểu làm tôn phụ nữ lên ấy. Một họa sĩ làm tôn kiểu vẻ đẹp phụ nữ lên. Em nghĩ thử cái thứ hai. Đúng rồi, tao cũng nghĩ cái thứ hai. Ừ, hợp lý. Sát gái đấy. Sát gái chứ, nhầm. Sát gái. Ở đây, à đấy bước đầu. Còn cái này bước ở giữa. Thì phải nãy tao lại nhìn bước giữa. Em thế. Thế cái này là gì? Này em mới dịch thế. Cái này là cái bên trái là bảo là cái này ý là mình đang nói là nó thuật lên kiểu cái sự khó khăn của con người. Còn cái thứ hai là kiểu nhìn vào cái này khó chịu quá, em nghĩ là chọn cái đầu thôi anh ạ. Khó chịu vì người ta khổ ấy. Ông này hiểu rõ thế. Hồng, hoàng, lan, san, yang, se, ne, dùng ba màu chủ đạo. Ông tôn chính màu ấm. Ông nó làm cho cả bức ảnh kiểu dung hòa. Cuối cùng một người phụ nữ với khuyên tai ngọc trai. Picture outstanding, tức là nó bên trái là phác họa lên một cái bức tranh không có không gian ba chiều tuyệt vời. Ông bên phải là the artist will shoot là cái gì ta? Đợi tí em Google đã. Bên trái là khen, phải là chê đấy. Còn bên phải chắc cũng là chê. Shoot là kiểu à đâu? Shoot là showing sharp powers of judgment, tức là kiểu có một cái test, tức là cái tức là kiểu mình phải tỏ ra hiểu biết đó. Đó là cái thứ nhất đó. Kiểu nó Hồ Lan Hoàng Kim thời đại 3 đại họa gia. Có một cái đánh giá rất là tốt. Đại chân chủ của thiếu nữ. Cái bức họa này sử dụng là toàn khe cái background, sự hoa trong là nhân vật yếu vị xuất chúng. Đúng rồi, có gu đi đi bảo đúng rồi. Trong trong xuyên thấu trong tìm từ tiếng Việt. Đạt thành là tương đương mạnh cái 3 vị hiệu quả. Một vài đánh giá của anh rất là kiểu có chiều sâu. Nhưng mà một vài cái nữa thì nó bảo là ở đây có mấy quyển sách anh có thể đọc. Nó khen một số cái mình đúng, một số cái mình sai. Này xinh quá. Vẫn là thế. Cái này cái lúc nãy đúng không? Xong bé đi theo bà này. Ừ. Cho bà này đớp. Mẹ về tao mới nhìn kỹ quả sếp này tướng hơi sát chồng. Ui, tao đi sống cuộc đời giàu sang đây. Nhanh lên. Cô đuổi luôn rồi. Hôm nay anh có thể ở nhà em một vài đêm được không? Em sẽ giúp anh dọn đồ. Tạm biệt Lu. Tại vì cô ấy có hai phòng ngủ. Với cả nó gần chỗ làm của anh hơn. Ủa, ngay người khác đi uống luôn. Đéo vui. Úi giời, xịt đét luôn. Tức choa. Chạm gương. Đang ngủ xịn. Đang đứng kia làm gì thế? Làm như là chưa bao giờ đến đây. À, mình đến đây rồi mà. Đến đây rồi mà. Ông uống gì không? Ơ, mình đến lúc đéo nào nhỉ? Đấy, cái hôm đầu khi mà uống rượu ấy. Là mình gọi cho bà này, xong bà này kiểu mình cũng say, bà kia cũng say, xong bà kia đưa cả hai đứa về. À. Là nhà bà này. Ờ, chứ phải nhà con kia à? Nhìn gì đấy? Tại bức tranh này chưa xong mà. Mấy ngày hôm nay tay của em nhức quá. Có vai luôn. Nên là không vẽ được. Nhức vai à?
anh đã tìm ra cách để kiểu trả lại kiểu trả ơn em rồi. Ngồi xuống đây anh nghe này. Ôi rồi ôi. Không. Địt bẹ sao cuộc đời tao tự nhiên massage lại giỏi lắm. Thành chặn vương thế nhở? Lựa chọn là đúng đấy. Ôi giời ơi. Rồi. Thấp xuống tí, thấp xuống tí. Quay đầu một tí được không? Gà, thấy tay trái bóp đấy, tay phải đâu? Tay phải đang cầm camera. Cái gì đây? Ôi giời ơi. Quan vội thế. Hôn. Này phải hôn chứ. Anh nhìn một vòng đi. Mình hơi xông xáo. Chị này hơi ngại nên là mình xông xáo. Đấy số hưởng vãi đái chứ. Nhiều chưa? Tiếng gọi của thiên nhiên. Gọi của thiên nhiên ạ. Ôi. Chết người. Đi bạ, ta chọn đây ở là hợp lý rồi. Thấy em đã bảo ở đây từ đầu rồi. Ê. Ui, quả bên kia mà xong kia ăn chơi đấy biết nhau nhỉ? Chắc có bét cái này gặp... nhè. Đi thử luôn đi anh. Chắc là Binh Chi Linh luôn đấy chứ. Ui, em muốn ở đây. Quang nghiệp vai thế. Ui, sao đâu? Ngã vào nhau rồi. Ok, close your eyes. Ôi, bây giờ là mạo hiểm hay là hôn cô ấy một phát? Hôn đi. Anh không ngủ được. Lần sau mà em muốn tắm thì bảo anh, em sẽ đi ra ngoài. Không phải lỗi của anh. Ở nhà em hay ăn mặc như này mà, không sao đâu. À, như này đi. Từ bây giờ chúng mình sẽ kiểu có một cái dress code. Ôi, thôi, nhiều vấn đề lắm. Không có vấn đề gì đâu. Cái này anh nghĩ như nào? Cái outfit này của em không hợp lý lắm. Này thì sao? Cũng không hợp lý lắm. Có khăn phết à? Em thử bộ nữa. Như này thì sao? Này nhìn tuyệt vời. Trông em như học sinh. Không được chọn nhỉ? Cái này phải chọn cái bộ đầu tiên. Để em mặc cái này ở nhà. Em đi ngủ đây. Chúc anh ngủ ngon. Lên nhạc. Cái gì đây? Cái gì đây? Cái gì đây? Cái gì đây? Cái hoa anh tặng em. Không. Flower là hoa gì nhỉ? Vì vậy thì lãng mạn. Này. Ôi. À. Hoa với cả nho. Nho à. Há mồm ném vào. Trời ơi. Hoa nho à? Hoa nho. Lờ mau quá đám đấy. Ui giày Prada luôn. Prada slip on. Anh không thoát được em đâu, Gucci. Sống khỏe chứ. Đến Gucci. Thấy chưa? Câu chuyện là bà này vẫn luôn xuất hiện. Ôi không phải trời. Ôi tim kìa. Thật là bà chơi một đường anh ạ. Địt mẹ vẫn đeo đủ à. Vậy là phải all in từ đầu. Đúng rồi, all in từ đầu rồi. Phải đi từ đầu rồi. Đúng điểm rồi. Skip nhanh được. Ờ, skip được. Từ từ nha, nó đoạn nào ấy nhỉ? Chứ phải trước đấy nữa. Hay là mình đi ăn chơi tí đã. Ăn sáng với ai? Ờ, cái lúc ăn sáng đấy. À, lúc đấy chắc từ 2 mà. Thực ra chắc từ 1 bỏ qua được. Không, nó vẫn dồn vào chứ. Nó dành điều. Tức là trò này nó chỉ cho mình kiểu ôn in một đúng rồi, đi một đường thôi. Một chút tình cảm với người thứ hai thôi. Thế thì về chapter 1 anh ơi. Phải từ chapter 1 đi 1 tháng rồi. Nếu mà muốn theo nhỏ này phải từ đầu phải... Thế thì đéo ở đây nữa. Thế đéo ở đây nữa đúng. Thì đoạn 2 đúng. Nó lại bị thay đổi. Từ nói chuyện thằng Lưu ở đây nữa thì mất sao của bạn này cũng bị thụt thọt. À, nó mất là trọng của bạn. Mày không bao giờ tìm một căn nhà như này đâu. Khu
khu dân cư tốt, giá tốt. Nghĩa là kiểu gì cũng phải ở đây. Thôi đi, tôi không muốn thuê nhà một người như này. Đây không phải một lúc để mình trở thành một người đàn ông đâu. Xem lại, xem xét lại cái tình huống mình đang gặp phải đi. Đấy, biết ngay mà. Cái này nó cũng tin này là được tin. Kiểu gì cũng phải ở con này. Nhưng mà cái kiểu này ở thì là được tin. Đủ tiếp chưa nhỉ? Đủ không nhỉ? Bây giờ mình phải ôn in vào rồi, cái này thì đúng rồi đúng không? Cái này là tổng giả gia đình nó thì vẫn được team này. Rồi. Cái này nó nhà nào nhỉ? Cái này là đấy. Bên phải là lịch sự đúng không? Lịch sự. Ừ đúng rồi. Là vẫn được tăng team. Đúng rồi, à, giờ hơi này. Đến đoạn này mua chanh này. Bà này mua chanh này. Xong rồi đi theo này. Ơ thế xong rồi, đoạn này xong rồi. Thế bên luôn cartoon không? Rồi cái này xong rồi nhá. 43 à kìa. 42 là 43 anh ạ. Ơ thế đúng mẹ rồi mà. Cái đoạn khen chanh nữa anh ơi, khen chanh thì khen bị sai ấy. Cái đoạn đánh giá chanh anh ạ. Ờ đúng, phải đánh giá chuẩn ấy. Đánh giá chuẩn ấy không? Đánh giá chanh là đoạn đéo nào nhỉ? Đi chọn đầu... đi với sếp. Thế nó tổng 101 à? Đoạn đầu tao bán rượu nữa. Đâu anh? 102 chứ nhỉ? 102 mà anh. Ok, cái đoạn bà đúng chanh ấy. Anh chọn đi co á. Đây cái ở dưới, đây. Cái ở dưới kìa. Đó, đó, đó. Bịt mẹ biết cái đéo nào đúng nhỉ? Cái bên trái. Nãy anh chọn cái nào ạ? Thế chọn cái bên trái đâu? Nãy là chọn bên phải. Nãy bảo Picasso sát gái rồi mình chọn nhỏ. Đây là cái xác không? Đây là cái xác không? Đây là cái xác không? Một người phụ nữ có khổ phận. Dùng thú phong của khổ phận. Bi thảm của ta. Họa trong là đều dùng tam giác. Rất là nhiều tam giác. Tam giác để tỏa lên cái nỗi khổ của nhân vật trong tranh. Thử ít upting set rồi. Cái bên phải cũng thử cũng được đấy anh ạ. Tại vì là cái này upting set này, là chắc là nó bình luận bức tranh này về cái kiểu được. Về chuyên môn ấy, là nó có gì không đúng ấy, chứ nó đéo phải là khó chịu với cái bức tranh này. Yếu biểu đạt, đều hảo. Nhưng mà các bạn nhìn cái người cưỡi ngựa kia, đều khờ khờ. Các bạn nhìn cái người cưỡi ngựa kia, đều khờ khờ. Các bạn nhìn cái người cưỡi ngựa kia, đều khờ khờ. Các bạn nhìn cái người cưỡi ngựa kia, đều khờ khờ. Các bạn nhìn cái người cưỡi ngựa kia, đều khờ khờ. Các bạn nhìn mình đang bảo cái bức tranh này thấy mình khó chịu mấy cái tiết đằng sau ấy. Thế cái này nãy chọn đéo nào nhỉ? Mình chọn bên trái. Thì phải chọn ba cái bên trái. À, cái này chọn cũng khó, mình có biết cái gì đâu. Vẫn sai. Em nghĩ là không. Em nghĩ là vẫn thế thôi. Tại vì mình không thể có nhiều kiến thức về tranh như kiểu một chủ triển lãm tranh này. Được nó... Cái này mà chọn nha, tất cả cái này đúng rồi này. Nó đều là mấy cái đường này nó đều thông với nhau cả. Nó không lên team hay giảm team. Nó chỉ là mở thêm mấy cái screen thôi. 45 rồi nghe. Đúng đấy. Trả lời đúng cái đầu đấy. Không, cái 45% này nó không phải team mà là nó là phần trăm mở của tất cả những cái này. Tức là nếu như mình muốn chơi lại thì mình mở là nó sẽ mở dần mở hết. Cái khúc đầu mà anh không đi thuê nhà với bé kia thì anh ở với thằng kia thì sao? Không, từ từ nha, để anh xem hình như đủ team rồi sao. Ơ kìa, nhầm mẹ. Chào anh ơi, chào qua. Có đoạn từ đầu nhỏ này giận mình đấy. Mất 50 cũng được. Ai, bù cần nông tố là. Như là đã lấy bóng. Anh không muốn biết lý do tại sao mình đến đây à? Hôm nay là sinh nhật của em nên anh không quan tâm. Anh biến nó thành hiện thực là được. Đấy giờ. Trời ơi, tim to luôn. Tường này cao quá. Sao mình trèo qua bây giờ? Không sao, anh hứa với em là mình sẽ qua. Bây giờ bên trái là bế lên này, còn bên phải là chỉ cô ấy cách là làm sao để trèo qua bức tường này. Lịch sự lên luôn. Bên trái là mình tác động. Bế chứ. Bên phải là chỉ mình chỉ thôi, mình không làm gì cả. Bế nghe. Bế mẹ đi. Ủa, chỉ là như là mình đi leo qua anh ơi. Không hả? Mình leo qua xong người ta không leo qua được ấy. Nhỏ nó không qua được. Tôi chỉ một lần này. Cô ý cơ,
Nhanh nhanh đấy. Nên là chắc biết leo rồi nhưng mà thử một con. À, nữa này chắc cũng năng động. Nó không được gì anh ạ. Ui, unlock được chứ. Đấy, xem sao băng cái nổ tim đốm đốt. Ô, giảng võ à. Tôi nghe trên mạng nói, đây là nơi xem lưu xinh tốt nhất. Và nói rằng lưu xinh ưu xử nguyện, ưu sinh ưu nguyện đề giá, sẽ sống mệnh linh nghiệm. Ừ. Cơ bản là khi mà nhìn thấy sao băng mà kiểu ước một cái gì đấy trong ngày sinh nhật thì nó sẽ khiến nó thành hiện thực nhiều hơn. Điều ước của em là gì? Của nó ước cho mình sẽ đủ khả năng để trả nợ sớm hơn anh ạ. Đây điều ước của ngày sinh nhật của nó ước cho mình. Oh my god, tao muốn theo con này quá. À mình này bam bam. Bao giờ mình nhìn thấy cầu sao băng đây? Đừng chí, chờ đợi đã. Kiên nhẫn đi. Có lượng quang. Nó có lượng quang. Một đèn flash. Sao bị phạt rồi? Quay vào, quay vào. Chạy đi, chạy đi. Đi con đứng đây, ok chạy đi. Núp mà, núp mà. Nấp vậy, nấp vậy. Chỉ thành game kinh dị luôn. Làm gì kìa? Bây giờ là bên trái là cho kiểu lùa người ta đi, bên phải là kiểu sneaky, tức là trốn đi. Trốn đi mà không bị người ta biết. Trái là mình dụ cho nhỏ này chạy. Đúng rồi. Ui giời ơi. Mình phải dụ. Phải dụ anh ơi. Không, nhiều khi công. Nhanh lên. Có tiền rồi. Cả hai chúng mày. Biết nói chuyện hả? Chứ ủa chứ sao? Khẳng định mà là phạt. Nhóm phạt rồi. Chịu khổ chung thì là không cách nào mà người ta sẽ phạt mình. Lập biên bản rồi. Bái nào cả. À, rồi lại đến lúc mà nick ông này rồi. Em giải thích anh ơi. Để giống mình chứ. Ê, bịt à? Sao rồi anh? Đừng có bị phạt không? Trăm nhân dân tệ. Ô, phạt gấp đôi à? À, hai người mà anh, 50 một người mà. Ai là người trẻ đây? Thì mà, phụ kẻ hát chẳng nhờ. À, rồi hết tiền rồi. Ăn quà sinh nhật tốn tiền thật. Nhớ đây một bài học nhá. Nhưng mà buồn đấy. Buồn thế. Thôi cái này về cái cũ rồi. Buồn rồi. Đúng rồi, đây về cái cũ rồi. 50% rồi nhé. 50% nó chỉ là unlock thôi mà. Cái quan trọng là mình đang muốn thêm team. Thêm team thì phải về trăm một anh ơi. Khuy cơ, làm bài à? Ai, mấy sao? Tớ an toàn thì bỏ. À? Đấy, lại thêm team này. Lại truy quay à? Đấy, mình dụ cho người ta chạy mà. À, thế mình bị phạt có 50 thôi anh ơi. À. Xong rồi đâu, nó sẽ trả cho mình, đúng không? Mình chạy thách luôn. Ờ, chắc đéo nó bị phạt. Đúng. Ông này vô địch Điền Kinh mà. Ờ, có cái ảnh ông vô địch Điền Kinh. Đúng rồi. Đúng rồi. Vẫn bị. Nhưng mà được team. Mất có 5 sọi thôi. 50 con được team. Xong con này sẽ kiểu thấy mình hy sinh sẽ trả cho mình và vui vẻ. Không, nó vẫn trả, nó vẫn buồn như thế thôi. Tại vì hết tiền mà. Quá là gà. Chỉ ăn điểm đoạn kia thôi. Ui, cái nhiệt nữa. Thế nào là cơ? Thế phá quả mà? Phá à? Phá gì bả? Sao trăm tệ? Thì phải vẫn thế, cái này nó chỉ mở thêm một đường nữa thôi hết. Đủ tim chưa nhở? Anh nghĩ chắc đủ ở đây nhở? Chắc đủ rồi. Ừ, thử xem anh. Cố đi quả đường vòng quá đá anh nhở. Đây là quả đường ăn chơi này. Đâu, à, đâu? Đây là đây là quả đường lúc nãy. Ừ. Ôn thử em. Ôn thôi. Còn đấy. Nãy đang nổ quả tim to. Ui giời ơi, Lee Jun Si. Ờ, đủ rồi, em nghĩ đủ rồi. Ơ, thì bé vẫn thiếu một tí á. Về trăm một rồi anh ơi. Về trăm một sơ sớ này, tính rồi. Ờ, hình như nó cộng dồn hay sao ấy. Có nghĩa là nếu như mà mình đi chơi với cả này, nó ra đường này, nó vẫn cộng dồn này. Hình như thế nghe, đi vẫn cộng đi chơi dồn. Thôi. Đi. Ừ, làm tí party đi. Đi chơi party thử nhá. Party thử mà. Tua. Cạn ly.
một hai ba vô. Đại gia có 没有兴趣跟我们顾毅老师学画画？只要顾老师今天不喝多，我这个宝贝。我跟你票。À, nếu như mà ông này hôm nay không say thì tôi sẽ đăng ký lớp ông này. Chơi một trò chơi nhé. Anh kiểu thú vậy. 可是绝杀局啊！如果子言，到时候我让规定。顾毅，不光要喝杯烈酒。Thì Uzi phải uống hết cái chai này. Cô giáo sư ạ, không biết là kiểu ví dụ thầy Gu này ngày mai mà lên lớp kiểu tỉnh hay không thì kệ, mặc xác. Dậu dậu dậu. Chơi bia pong à? À, thua rồi, thua. Anh vừa rồi là lỗi, anh có thể thử lại. Em lên lại cũng được mà. Cô giáo sư, đây là Liên Xiang Xí Yu à. Cô giáo sư thấy Cô giáo sư, anh đừng nói nhảm, anh không thả nước. À đây là chơi cặp với cặp. Bây giờ mình uống hộ hay là mình kiểu làm như là cái thằng bên trái nó nói, tức là để kiểu làm như con bé ấy uống. Không, không phải con bé, uống hộ là team luôn. Uống hộ luôn, kiểu gì chả lên team. Team luôn. Ừ đúng. Uống hộ là team luôn. Thế thích nhậu mà. Hay cũng được. Mà phải khó chịu thế nhỉ. Anh đi ngu à? Ờ ờ, đi ngu à, cày thế nhỉ. Nó không có nhả. Nhỏ này cái cáo quá. Mình thắng rồi. Bà này bận mà anh cho bà uống đừ luôn. Nó đi thì full rồi. Thấm rồi là. Nhi xíu xíu hỏa. Đi rồi. Ngủ đi anh dễ sợ. Cô ý sao anh biết là em đang tự anh mà. Hay anh thấu chiếu phiên trả lại thay khóa trăng. Kiểu cố tình thua ấy. Sao anh không. Chỉ ra là em đang làm như thế. Em chỉ hơi say một tí thôi. Của em, bà này bà cháp ấy, bà điêu. Hết đòn. Cũng may là anh không phải chỉ ra. Thật là mình cũng thông đồng với bà này. Hai đứa mình có hơi gà giống nhau. Úi giời, thêm một team luôn. Rồi, về đây rồi này. Ờ, được rồi. Đủ rồi, anh nghĩ đủ rồi đấy. Các bạn. Chắc là đủ tim rồi anh ạ. Để đúng tí. Đấy đùa. Đùa. Đang bị kẹt cái áo làng, đợi tí. Thế là mình phải chơi nhiều phút chuyện để lấy đủ tim à? Đúng rồi, nó bắt mình phải chơi đủ hết rồi. Thôi đi đái cái đã. Thì tên là tình Love is all around mà. Là phải yêu tất cả. Toàn diện. Yêu tất cả. Toàn diện đấy. Ấy. Anh yêu tất cả các em. Yêu tất cả các em. Ok anh Quang nhá. Về anh Quang nhá. Quang này mồm xa phết đấy chứ. Thì em đang bảo ghê mà anh. Biết có thế không. Chết đoàn anh Quang ạ. Béo này đâu nhỉ. Bớp. Đẹp ơi. Dạ. Cái gì hả chị? Nên là mình điều kiện phệt thôi, không phệt. Ý, có mẹ đang bị kẹt cái nhạc áo làng cay thế nhở. Rồi hết rồi đấy. Mưu check tiền em đây. Thì phải gọi cơm cái tối và đi ngủ sớm như thế. Em hôm nay có cơm gì nó không phải là cơm đậu và không phải là cơm thịt thò hành tây không? Ngấy tỏi. Đúng rồi, ngấy lắm rồi. Cơm thịt kho tàu. Cháy tỏi ngon, cháy tỏi ngon. Ừ, hay thịt cháy tỏi ngon. Ba
ba chỉ ói chảy. À, cho thịt rang cháy tỏi đi lỗ mà không ăn à? Yes. Nhá. Với cà pháo ấy nhá. Cà pháo dầm cà chua. Nhà nó có cà pháo à? À, tao vừa được tặng hộp cà pháo xong. À, để biết có bao nhiêu cháp nhỉ? Trong này có bao nhiêu cháp nhỉ? 5 cháp anh ạ. 5 cháp à? Vâng. Thế mà quẩy nốt cháp 3 này xong rồi tối mai anh em mình chơi tiếp nha các bạn nhá. Thì nó sẽ hợp lý hơn đấy. Từ bí nữa. Nào, lốt cháp đi. Lưu tiêu diêu. Lưu tiêu diêu đi. Ui, mình biết nhau được 20 năm rồi. Tại sao em lại đuổi anh tất cả đến đây? Chỉ vì một cái khoản nợ nhỏ rồi. Ui, bà này đòi nợ anh ơi. Em không thể tin được là mày không có gan để nói chuyện tao chứ. Mỗi một khoản tiền nhỏ này, mình sống được cùng nhau này. Sao mà em không tin được anh cơ chứ? Em bảo là anh đến thành phố này để kiểu không trở thành một gánh nặng cho với người khác. Thế anh chưa kiếm được đồng tiền nào à? Anh đang kiếm tiền rồi. Chắc em nghĩ là anh chưa kiếm được đồng nào ấy. Nên đừng có cứng đầu nữa. Ký bản hợp đồng này nhanh lên. Ký bản kiểu agreement. Hợp đồng hôn nhân rồi. Không. Từ bây giờ anh sẽ trở thành kiểu trợ lý của em 24/7. Em nói gì em cũng phải nghe, em như bà Hoàng ấy. Hiểu chưa? Nào em rung cái chuông này thì là phải đến kiểu hôn gót em ngay. Em thế nhỉ? Em cần anh vì cái gì? Anh có việc phải làm ngày mai, làm sao mà anh làm trợ lý em được? Thế thì bỏ việc đi. Anh còn nhớ cái này không? Cái này mình bắt con cá vàng khi mình còn bé tí này. Nhớ chưa? Bắt cả lìn từ lúc bé tí có cá vàng vẫn còn sống. Điều vãi lìn. Ừ, điều thế. Thôi thôi thôi. Anh chưa một lúc rồi. Ôi, bé này quẩy rồi. Hollywood. Mày xin lỗi nhanh lên. Ủa? Úi dồi, bị đánh. Đánh nát thế. Có thể là con em họ hay hàng xóm gì chứ? Mẹ bây giờ nhớ là luôn. Mình không nhớ. Nhớ thì là được tim, nhớ thì là được tim. Còn không nhớ thì nó đúng tính cách của mình, ta đéo thích nhớ. Đi mẹ, nhớ thì là được tim em ạ. Cuộc đời mà. Ngã rẽ. Anh chỉ đẩy em một cái, nhưng mà bố em đã đánh anh. Em giả vờ khóc đấy. Nhưng mà anh không khóc lúc mà anh bị đánh. Thế là anh hơi bị đỉnh đấy. Cái này là dành cho anh. Coi nó như là một cái phần thưởng. Đi có mẹ tối có mì tôm cá rồi. Cho con này ăn mấy ngày rồi sao nó chưa lớn lên nhỉ? Đi run si gọi. Bức tranh hôm nọ anh sơn cho em nó hơi bị đẹp đấy. Anh như nào rồi? Anh ổn. Rất ổn. Em đang ở một thành phố khác sau một cái sự kiện. Bao giờ em về em gặp anh được không? Ai cho anh nghe điện thoại lúc đang làm việc? Bảo mày bị điên à? Em thay đổi điều khoản đây. Sao em như một con động dồ thế? Làm như là anh chưa bao giờ đánh em hồi xưa vậy. Sao anh lại kiểu aggressive thế? Cháu à? Mình đang bảo là mình nhớ hồi xưa con bé này toàn bắt nạt mình thôi. Nó bảo là tại vì mình ngày xưa mới bắt nạt nó. Thế là nó ám ảnh đến bây giờ. Nó bảo là em bây giờ em phải làm gì để anh hết cáu đây? Ông bà xong thằng này bảo là cứ nhớ lại hành vi của mình một chút. Nó biết là xin được phạt. Một ngày nghỉ thì mày sẽ làm gì? Tức là mình xin nó một ngày nghỉ, nó bảo là bây giờ nó xứng đáng bị phạt. Đấy, thế mình bây giờ đang muốn kiểu hình phạt là mình được một ngày nghỉ ấy. Ủa nhưng mà bị phạt câu chuyện đang là tự nhiên đùng một cái con này xuất hiện. Ừ thì em cũng không hiểu lắm, kiểu con này tự nhiên đến. Xong rồi kéo thằng này về. Nó không lắm. Mình nợ tiền nó anh ấy. Tức là mình nợ nó, mình làm gì, con này là bạn kiểu nối khố với cả mình. Xong rồi mình lớn lên, xong mình trước khi mà mình đi, mình nợ cái gì ấy. Xong bây giờ nó quay lại, nó bắt mình làm trợ lý riêng của nó. Xong nó cứ sửng ngố lên ấy. Một là đi gặp Xeo Lu này, hai là đi gặp Di Yan, ba là ở nhà không đi đâu. Ba cái lựa chọn này của anh. Nếu mà anh ở nhà thì anh sẽ được tìm một con này. Còn anh đi thì anh được tìm một hai con kia.
Đúng. Ít mẹ kiểu đéo gì sau phải đi farm hết em. Ừ nhờ. Đúng không? Ê, chọn bừa đi anh. Đi gặp đi hết ở nhà đi ăn ạ. Thì bây giờ cứ ở nhà mẹ cho con dở hơi là nó gáy nó một lúc đã. Ủa, nhưng mà gặp Lu đi anh. Lu bảo là tuần sau em về em thăm anh được không? Lu quan tâm thế, có mỗi Lu gọi thôi, bà sếp có gọi đâu. Ê. Anh đi luôn rồi em ơi. Anh sao rồi? Em nghe là mấy con nợ thì kiểu thường chuẩn với chủ lắm. Hôm nay mình đi làm gì vui vui đi. Ờ, sửa nước à. Ôi giời, còn nước lại hỏng rồi. Lại dò gì rồi. Ôi giời. Không sao, anh ấy sửa nó cho em. Sửa nó biết sửa không đấy. Ôi giời ơi. Cái này hỏng rồi. Bây giờ mình xoay bên trái bên phải. Xoay vào là xoay bên phải em ơi. Xoay vào bên phải. Xoay vào xoay. Ôi giời ơi. Anh, ok. Sửa cổ đéo vào đây. Bảo. Thôi anh về nhà đi, em không muốn đi chơi nữa. Ồ kìa em. Anh thế nhở. Thì em vội vậy lại... đây, anh lại vặn sang bên kia cho em, được chưa? em nghĩ là vặn ở bên trái nó cũng thế đấy. Đấy, biết ngay mà. Quý cơ, xin xin nhỉ. À, mình đi qua bên trái. À, đi qua bên trái chứ, không phải vặn qua bên trái. Cái step back mà. À, mình đi bên trái, mình che nước cho nó. Đúng, kia là mình trốn chỗ của mình. Thực ra step nó là bước, nhưng mà em nghĩ là bước sửa, chứ không phải là bước đi. Lại ra đây. Ờ, lại ra đây. Thì phải lại phạt một lốp bây giờ. Nếu sáng anh ấy không bị cầm. 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 Ừ. Ừ. Ôi dồi. Ô kìa. Ôi dồi. Bạn kia vẫn đào mình cơ. Ôi con này điên rồi anh ơi. Đi phải gặp con dở hơi thế nhở. Trân chào, chào Yêu là. Bà là một trái đất nhỏ, chúng mình lại gặp nhau. Mày có điều mày theo tao đến đây đúng không? Sao tao lại làm thế? Mình đang thật sự nói chuyện đấy à? Mày đồng ý hôm nay là ngày nghỉ rồi mà. Mày mà kiểu làm sai là tao không đồng ý với cả mày nữa đâu. Dù gì thì cũng phải trả lại tiền cho tao. Nhẹ nhàng thôi. Anh không được nói chuyện với chủ nợ của anh như thế. Bây giờ là cái thứ hai là mình coding là kiểu làm với cả cái bà bên phải em, mình làm mọi chuyện nhẹ nhàng hơn, còn bên trái là nghe xeo lu và mình kiểu mình calm down, tức là mình bình tĩnh hơn. Trái được tim con này. Đúng rồi, trái được tim con này. Trái được tim con này, phải được tim con kia. Đi mày cái đéo phải đi hai hướng, nhưng mà thôi cứ nghe theo con này trước đã. Ok. Em nói đúng. Ủa, từ bao giờ mà nó trở thành chủ của anh vậy? Đấy. Về nhà với em. Rồi xong. Gặp ngay với em xinh nhưng khùng. Qua ngày vẫn phải khen. Skull là chửi tiếp. Đúng. Mấy rồi. Số là trận rồi. Chỉ là chúng ta. Nhiều quá cả lìn này. Chúng ta hai gia phụ mẫu rất là. Thầy Xuân Chỉ nói rồi. Sao mà trông bá quái? Thầy tên Sơn Huy Sinh. Từ nhỏ người 总是缠着人，是不是只缠着你，我觉得我有办法把你救出来？你有办法救我？什么事那么着急啊？你能不能上点心啊？当然是拯救你的事儿啊。嗯，你妈，你咳，你到底到位？我把保，你你弄，你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 
Chơi mày lại bắt, chơi mày lại bắt rồi nào. Cuối cùng ấy. Từ từ, đằng nào cũng lỡ rồi. Thôi bên phải là mắng tiếp. Ok, lại farm sao luôn. Không, cô nhỏ này thích đánh giáng thì sao? Cô Yi Ge, tôi sai rồi, hay không mà? Xin lỗi được không? Tôi cho anh 50 yên. Thế là hai em trừ cho anh 50 yên ở trong nợ của anh được không? 200. Đồng ý đi anh, 200 là hơi bị ngon đấy. Thế là giảm nợ được 200. Ơ nhưng mà sao không tin được bà kia nhỉ? Đâu có xuống tìm con bé này đâu. Ờ, đeo xuống không tìm. Không đi trừ là được rồi, không xuống tìm. Vậy là được rồi. Nghe lại đã. Anh đến để gặp Xeo Lu, sao em biết? Ui giời. Anh có đang ở trong nóng không?
Chia đang giải thích là đấy chỉ là bạn nối khố đấy chứ kiểu không mắc nợ gì nhau cả. Cô điên từ ngày xưa rồi. À, tức là con này nó muốn mình kiểu thoát khỏi cái vòng xoáy của con kia ấy. Đấy, tức là không bị kiểu con kia nó kiểu tù đầy nữa. Đấy, con này đến để kiểu nó muốn cứu mình. Bây giờ mình có cách nào? À, bây giờ plan là em sẽ giả làm bạn gái của anh. Đấy, tên Huy xin là có kiểu tình cảm với cả anh. Bây giờ em mà giả làm bạn gái anh thì kiểu nghĩ là kiểu cái con kia nó sẽ hết nhiễu như thế nữa. Ok luôn, ok luôn, ăn tim anh ấy. Chết mẹ rồi, okay, thế là mất tim hết mấy em kia rồi. Nhưng mà chấp nhận luôn, hợp lý. Hợp lý quá, bú. Bú tạ mà, bú tạ mà anh. Anh chắc là cái điều này sẽ kiểu ok không? Đừng có chần chừ nữa. Làm hay không làm à? Úi dồi, đưa điện thoại đây. Không. Bao giờ kiểu cái kiện hàng tới thì em sẽ đến ký à? Ừ, đây. À, voicemail. Em nhớ anh. Đây, kiện hàng tới, kiện hàng tới. Cái gì đây? Ủa, chắc gửi cái gì Zamo rồi. À không phải. Anh điện thoại. Bực thế nhờ. Nhưng mà sao tự nhiên mình về nhà con này ở nhờ? Ờ, đéo hiểu thế. Đéo hiểu luôn câu chuyện. Ôi bực rồi, cô vừa đi ra ngoài, đi bộ. Không sao, bảo là một vài ngày nữa là sẽ kiểu bị điên lên thôi. Có một con chó to đang đuổi em. Đâu, làm gì có con chó nào đâu. Xong ra nhìn thấy con chó bé tí. À. Nhìn thấy kia kiểu cay ấy mà. Tại sao là nó phải kiểu touchy feely, tức là phải như thế này, có phải như thế này không. Nó biết dịch tiếng Việt nào cho nó thuận nghĩa là. À, em đã có một cái phương án khác mà cho cái bà Sen Wuxin kia cút luôn được rồi. Tin đi, gặp em ngày mai. Ủa, giả có bầu luôn mà. Ui, em có bầu rồi. Em đùa đúng không? Đây, xét nghiệm đây. Ôi, anh im lặng thế. Ôi, em, anh vui quá, anh không nói được điều gì. Tao biết ngay mà mày photoshop cái bản báo cáo này đúng không? Lần sau làm cẩn thận hơn nhá. Lần sau thì cái số điện thoại của bác sĩ cần phải chuẩn hơn. Cái hợp đồng nợ nần của chúng ta nói là mày không được nói dối. Không thì mày phải làm trợ lý của tao ở trong thời gian dài hơn. Bây giờ mày có thể, mày phải ở bên tao thêm 1 năm nữa. Cả cái plan này là ý tưởng của tao, tao sẽ chịu trách nhiệm. Bây giờ tao cần làm gì để Gu Yi không phải ở thêm cạnh bên cạnh mà 1 năm nữa? Mày sẽ làm tất cả điều gì về nó, cho nó à? Ừ. Mày đã bao giờ nhìn thấy kiểu cái bà tóc vàng này không không trong bộ dạng make up chưa? À, kiểu đang khích cái anh ạ. Bỏ, tức là kiểu tẩy trang đi. Và tao sẽ vờ như chúng mày chưa bao giờ lừa tao. Nếu mà mày không muốn cô ấy tẩy trang đi thì phải ở thế tao thêm 1 năm nữa. Ui, tẩy trang nó dễ mà tao làm được. Mày không sợ là Gu Yi nhìn thấy mày không make up à? Thôi được rồi, quyết định ở Gu Yi. Nếu như mà anh ấy muốn ở bên tao làm cho tao thêm 1 năm nữa, hoặc là muốn nhìn thấy mày không tẩy trang đi, không make up nữa, thì đó quyết định của anh ấy. Tẩy đây nghe, tẩy thử xem như nào. Mà mày có ok với việc tao phải trang không? Tẩy đây. Remove luôn. Remove luôn, đồng ý luôn. Có làm sao đâu. Ok, xem đi, phải trang đi. À, anh ghét việc ở với em đến mức đấy cơ. Đưa nước tẩy trang cho tao. Ô, thế là bị giảm tim. Thì một trong hai mà. Giảm đầu này thì tăng đầu kia. Ui, cột tóc hello. Được cái chứ. Thành style mới luôn. Cho vào chậu nước luôn ạ, vãi cả cứt. Ừ, đúng rồi, mặt vào đây. Quảng cáo kem nền rồi. Ui, nếu mình chọn không tẩy trang là cả hai đều được. Im à. Động tác trông kỳ ra. Sao con gái ai cũng tẩy trang như này à? Không.
vẫn sinh thế đi ta. Cũng y chang à. Trông còn xinh hơn. Trông hơi bực ra chứ. Xinh hơn. Ôi giời ơi, cay liền. Trông muốn chọn hơn nhỉ. Ui à, em có tin tốt cho anh đây. Có ai đấy đã kiểu ra đưa ra lời mời để mua bức tranh của anh. Hay, anh đến gặp ngay đây. Anh muốn gặp anh. Đang đi đâu đây? Một người muốn mua tranh đòi gặp mình. Bạn này đòi đi chung. À, đang bạn là đi. Bạn này đi cùng thì nó sẽ giúp mình cầu thương lượng có một giá tốt hơn. Không? À. Boss Chen đây. Huy Xing, 你怎么在这儿? À, mà đấy là Huy Xing. Chen Su Su. Chú Chen. Ôi trời, chú ruột. Nhi là câu hỏi của tao trước. Có phải là em đến đây kiểu đến đây mà không nói cho bố biết đúng không? Anh muốn mua bức tranh của Uzi à? Đâu em có kiểu quậy gì đâu, em chỉ đến đây kiểu du lịch thôi. Có du lịch thật không? Nói dối là kiểu gọi bố luôn đấy. Và bảo bố đến đón luôn đấy nhá. Em không có nói dối. Chú mà không tin cháu thì chú hỏi anh ấy đi. Đây rồi, cơ hội cho con này cút đây rồi. Ôi, cái kia lừa vào đây. Ôi, nói dối tăng tim anh ơi. Nói dối tăng tim bà này. Mình cần tim chứ mình cần gì sự thật. Nhưng mà như thế mình mà kiểu cũng vờ là bà kia cũng tụt tim ấy. Mình vẫn phải đi hai đường. Đường này mất cái à. Đúng rồi, được cái này mất cái kia thôi. Nói sự thật anh ơi. Thoát khỏi vòng vây con này hay không thôi. Đằng nào mình chả chơi phát nữa, đúng không? Đúng. Chẳng là cố định. Đấy, được tim xếp ngay. À, sinh nhật ba của con đang tới 11 tháng nữa. Cái gì đây? Nên là cũng muốn mua bức tranh. Em muốn làm bất ngờ bố của em. Nên là đừng bảo bố em được không? Ok. Bí mật ok. À, đây là bà này đang kiểu make up. Tức là kiểu đang nói xạo thôi. Để cho ông chú đỡ gọi bố thôi. Tức là đằng nào mình cũng không thoát được. Ui à, anh rất là có tài năng và rất là ok đấy. Không được để lãng phí cái đấy nhá. Và bảo bản thân mình là mình vẫn còn trẻ, tức là phải cố gắng luôn đấy nhá. Không được chơi bời. Anh, chú thì lo về bố cháu thôi. Muốn chú kiểu không nói nhiều nữa không? Thôi chú đi đây. Chú chú, tạm biệt. Em có giúp cái gì đâu. Cái cửa hàng tranh nhỏ mà anh ngày xưa làm ấy, người ta sắp bán rồi. Em nghĩ là anh nên mua nó. Sau đấy thì anh lại có thể vẽ mà tất cả những thứ gì mà anh muốn. Và sẽ có người nào đấy muốn đến mua tranh của anh. Em có thể cho anh vay. Nhưng mà cứ mua nó trước đi. Không phải làm thế đâu, anh còn đang mắc nợ nhiều lắm này. Em sẽ mua nó. Hai bạn này đều giàu. Em sẽ mua cái cửa hàng tranh đấy và anh sẽ điều hành đấy. Và làm đến lúc nào mà em trả nợ hết anh. À, anh trả nợ hết em. Xong rồi mình từ chối nhưng mà bà kia bảo là còn không thì làm sao mà anh trả em hết nợ được. Thì phải, con này dở hơi nhưng nó giàu em ạ. Cũng giàu mà anh. Ừ. Bố giàu là giàu rồi. Nó bảo là cái vị trí của cái cửa hàng tranh này xấu quá. Em chỉ đi ngang qua và... Đi ngang qua thôi. Ta định sửa à? Bắt đầu từ bức tường này. Đúng rồi. Tường này xấu quá. À, Xiao Lu và bạn này. Tốt quá. Em rất là hạnh phúc. Rất là vui cho anh vì anh sắp mở cái tranh rồi. Xong bà này bảo là ai cho mấy người này đến đây. Xong mình bảo là đây là bạn của mình. Thế về đề co bức tường này em có ý tưởng nào chưa? Chưa. Em có một ý tưởng. Em cũng có rất nhiều ý tưởng luôn. Thế con đời tao.
Vẫn theo sếp này. Anh lại để em phân tích. Bây giờ mình lại phải lựa chọn chị nào giàu hơn. Chị sếp thì chị chỉ cho vay thì kiểu gì về sau chị sẽ đòi lại tiền. Còn Hua Xin là chắc chắn là cho, sẽ ở bên mình cả đời. Em đề xuất là chọn Hua Xin. Ôi, nhưng mà em ơi, ở với bạn, bạn dở hơi lắm em ạ. Xiềng xích vào người em ạ. Ôi, anh để ý mà xem, đấy là trong game của bên ngoài, mình ở với những người tên Trang thì sao? Sao anh? Thì là tuyệt vời, thì là sự tuyệt vời. Mười điểm. Nghĩ em là tuyệt vời, đấy. Yuxi. Dở hơi một tí nhưng mà mặt tươi nhất anh ạ, cười tươi lắm. Bà Lu này trông có vẻ hơi nâu hốp. Đéo hy vọng lắm. Bà Di Gian này thì được mỗi cái là mặt có make up hay không thì trông vẫn thế. Lại mà lại còn hay đi tiệc, tốn tiền, hay ăn chơi. Mà ông kia vừa nhắc mình là mình có triển vọng rồi. Em Lu hiểu vẫn là kiểu cái tinh thần số 1 luôn. Không, em nghĩ là Yuxi cho mình vay tiền nhưng mình chẳng tình được anh ơi. Lu đúng một cúp lực xanh hai trái tim vàng đấy. Yuxi thì mình cũng đang mắc nợ. Quan trọng là anh muốn cái cốt chuyện muốn tìm chỗ nào. Thực ra là sau mẹ kiểu đéo gì chả phải chơi lại. Đúng. Thực ra về tư duy phát triển ngành nghề của mẹ sếp Yuxi là đỉnh nhất này. Hợp lý này. Nhưng mà kiểu đéo thì phải đúng rồi, kiểu đéo mà chơi lại. Yuxi lại còn hiền. Chọn mẹ luôn. Mà team mình đang có nhiều của Yuxi nhất á. Thực ra chọn cái kiểu đéo giúp ba team của ba người còn lại mà. Em trông nó ngố này, bà tóc vàng bảo trông thiếu sức sống này. Là một cổ đông lớn nhất của cửa hàng này, em không đồng ý. Tất cả sự lựa chọn tất cả các em rất là tốt. Cái nào cái hay của nó. Nhưng mà lựa chọn của anh là tốt nhất. Ui giời, tức là mình định làm để cái bức tường này trắng để cho nó tự nhiên nhất. Cho nó thần khiết rất là. Ừ. Ôi, xong mình bảo mình theo ý mình thì ai cũng đồng ý luôn. À bây giờ nhá, ông này mình có ý tưởng là mình sẽ combine, tức là mình kết hợp tất cả những cái ý, bức tranh này và làm ra một cái sản phẩm khác, sản phẩm hoàn chỉnh. Mình kết hợp cả bốn luôn. Coi như là không chọn ai. Rồi, thế là bốn chị lại về giúp mình luôn. Em nghĩ cái kết của cái này là mình chả yêu ai anh ạ. Không, kết là bốn cả bú em ạ. Ôi trời, bốn cả bú. Bậy thật sự. Ngoài đời đàn ông có bao giờ rơi vào mấy cái tình cảnh này đâu mà. Vô lý đúng không? Chỉ có cho tiểu thuyết ngôn tình. Chỉ có phụ nữ thì có, loại này nên đảo ngược lại thì đúng hơn. Thế là các anh ấy chưa trải qua, chưa được trải qua thôi. Ui chị ơi, không có mùa xuân này đâu. Có các phú bà đến đây còn giàu nữa chứ. Đi phải tiền nếu phải vấn đề. Đúng, không phải vấn đề luôn mà. Cho tao tìm một sân tranh tường tuyệt vời nhất đi. Tao sẽ kiểu khuấy sơn. Mày chắc là mày có làm cái đấy kiểu ok hơn tao không? Bà này là chủ triển lãm tranh mà. Mà nhiều mối quan hệ đấy. À. Bà tóc nâu bảo bà tóc vàng là có nhiều contact, nhiều mối quan hệ thì make sure là bức tranh nó không bị copyright đi. Không bị bản quyền à? Bản quyền kiểu thế. Cho em bản quyền một trong bức tranh của anh được không? Ui, em sẽ bay đến chỗ anh mà copyright, lấy cái copyright trong vài ngày nữa. Xong. Bà này vẫn tươi cây ạ. Yuxi jie, wo bang ni tiao yan liao ba. Em quấy sơn chưa? Quấy sơn là một công việc khá là phức tạp đấy, nó học chưa? Chưa ạ. Chị dạy em. Đừng lãng phí thời gian dạy em làm gì, chị cứ làm đi. Ừ. Thế dạy ra vỗ vai ăn cứt à? Ừ. Tại vì lúc đầu là tưởng là dễ, nhưng mà xong bà kia lại bảo là phức tạp. Đấy. Bà này cũng tinh tế, bà này kiểu ngây thơ đáng yêu ấy. Bà kia kia vào làm thẳng cái bức tranh đi. Nó khá là ok đấy. Em nghĩ thế. Khung cảnh rất là tuyệt vời. Harmony. 这个画店是你事业翻身的开始,
Nếu store bán tranh này của anh trở lại thì một ngày đấy anh sẽ rất giàu. Nhưng mà một ngày nào đấy tiền của anh sẽ là tiền của em. Xong mình bảo là tại sao mình anh phải đưa hết tiền của anh cho em. Xong con này bảo là tại vì là anh nợ em. Mình làm một ngày nữa giàu xong nó bắt mình đưa tiền nó lại bạn nó kìa. Quyến rũ của Yi là không phù hợp với những đứa bình thường như mày đâu. Các bạn. Mày đến đây để gặp Gu Yi mà không cho bố mày biết. Mày có biết là sẽ có mang lại hệ quả không? Đừng chiêu trò với tao. Ba bảo rất là rõ rồi mà không được đến đây để gặp Gu Yi rồi. So với cả cái khoản nợ của Gu Yi thì mà bố mày mà tìm ra mà mày đến gặp anh này thì là bố mày sẽ kiểu khóa hết cả tài khoản ngân hàng của mày đấy. Con này bảo là có cái gì đâu mà sợ. Y chỉ kiểu mất một ít tiền đối với cái startup của anh ngày xưa thôi. Anh à, có phải là cái sự Gu Yi làm cho bố ấy không nhở? Bố và bên trái không nhở? Tao không chắc được kiểu đấy. Anh nói chuyện phiếm ấy ạ. Để tao hỏi mày cái này này. Mày đã bao giờ gặp một cái điều gì khó khăn trong cuộc sống mày chưa? Mày lúc nào cũng sống trong nhung trong lụa. Làm sao mà mày sống mà thiếu cái sự hỗ trợ của bố mày được? Tao chưa nghĩ đến việc đấy và tao không muốn. Mày đang chạy trốn khỏi những cái vấn đề ở trong cuộc sống mày. Tao biết bố mày rất là rõ. Và tao biết là bố mày sẽ kiểu chắc chắn hoàn toàn có thể đuổi mày ra khỏi nhà. Lúc đấy mày sẽ làm gì? Tao vẫn có bạn và tao có mọi người xung quanh đúng không? Bảo bạn như tao ấy. Bạn của mày là ai cũng làm việc cho bố mày cả. Bố mày mà nói một câu là không ai dám làm gì đâu. Nghe nhá, tao không thể chắc chắn là tao sẽ kiểu giúp đỡ mày được. Tao không muốn nghe cái gì nữa đâu. Quy à? Nghe hết rồi. Đây bây giờ mình phải quyết là mình nghe thấy hết hay không. Tức là cho xin một phút chạy ra lấy đồ cái nhá. Chưa nghe thấy gì, chưa nghe thấy gì cả. Đúng, thì nghe thấy gì. Anh tình cờ đi ngang qua đây thôi. Anh em uống nước không nhỉ? Nhưng mà lại tốt đúng không? Lại tốt đấy. Rất là mù quáng nhá. Rất là mù quáng ấy. Vẫn dở hơi. Bảo Bình hoặc thần nông. Nhà bà ấy rất là giàu, ông bố. Ông bảo là tức là em không rõ được là có phải là Gu Yi ngày xưa làm. Tức là Gu Yi ngày xưa là chắc chắn là quen bố của bà này rồi nhá. Tại vì ngày xưa còn bị đánh mà. Chắc là làm hay là bố nó đánh. Không. Em nghĩ là plot twist nó đơn giản này, mình hiểu, đọc phát là mình hiểu luôn. Là làm với công ty bố bà này cũng là một cái chức vụ cao. Nhưng mà xong rồi về một cái khía cạnh nào đấy năng lực mình kém, mình không tốt. Nên mình làm mất tiền ở đây, nợ bà này. Thực ra không phải nợ bà này mà nợ nhà này ấy, hiểu không? Sao con này đến đây đòi nợ? Nhưng mà con này thực ra không cần nợ mà nó chỉ thích thằng này thôi. Đúng đấy, nó như thế. Nó sẽ nợ cho thằng này mà để bố nó lại không biết. Khi bố nó biết đúng rồi, mà bố đang ghét thằng kia thì tại thằng kia nợ nần là mất tiền của công ty. Xa xôi quá. Đơn giản này thôi nhá, thằng này ngày xưa là công ty đối thủ cạnh tranh của bố con này, xong công ty bị phá sản đấy. Đơn giản thì thôi. Gì đây? Nhưng mà nó đưa cái tình tiết này vào để cuối nó còn có nước cam đấy, tao nghĩ thế. Nhưng mà từ từ bọn này chơi nhau từ bé mà đúng không? Đúng. Từ bé mà. Đúng. Bố nó chị có nghe thấy không? Đúng không? Bố nó chính là cái ông mà nãy đập nó nằm trên giường đấy. Đúng. Mà bố giàu, tất cả nhân viên bạn bè của cái con nhỏ bên trái này là đều làm cho bố nó hết. Đấy. Đúng. Thằng này có làm đâu? Bố tập đoàn. Chưa biết là em đoàn đấy thôi. Biết là có làm hay không mà, nó chưa nói mà. Bây giờ pha cái nào chả? Một là mình nghe rồi và kiểu tiếp tục là send về đi. Hai là mày không nghe gì và tiếp tục trả nợ. Nghe gì? Tôi trả nợ đấy anh ơi. Tiếp tục trả nợ là đúng có rồi. Team của con bé này đấy. Đúng không? Đã có vốn thì... Đúng. Đúng. Mày thính đọc. Không, chưa nghe gì cả. Chắc chắn anh nghe thấy hết rồi. Em tưởng là anh sẽ bảo em đi về nhà nhưng mà anh không. Anh có muốn em ở đây không? Anh có muốn em ở đây không? Em có thể tin bất cứ thứ gì mà em muốn. Ừ. Ừ.
Bà bị làm sao? Để em vẽ cho anh một cái đồng hồ Rolex thì sao? À, anh lại đẩy em rồi. Mình chưa bán được một cái gì hết. Sớm thôi thì mình phải đóng cửa cửa hàng này. Anh cáu à? Dễ thôi. Đây có cái trò này mà ngày xưa em với anh chơi hồi nhỏ. Hay là mình chơi lại đi. Không, nghe em nói đi nè. Hai người chơi đưa lòng bàn tay lên như này, xong mình đẩy. Ai mà chân cử động trước thì thua, ok chưa? Thôi, chơi nào. Chơi. Ta hiểu. Đang giờ làm việc. Bây giờ một cái thứ nhất là đẩy mạnh vãi lìn cho con này ngã mẹ ra. Ui, bà, đẩy nhẹ nhàng. Cái thứ ba là giả vờ đẩy. Đấy, em tập cho này mấy năm rồi. Anh không phải là đối thủ của em đâu. Em tập trung được không? Không, em không trêu đâu. Đấy bản thế đúng rồi. Đúng gì? Cố tình rồi, vào trap rồi, trap rồi. Chết rồi. Chết rồi. Ăn mì hồi sức luôn. Anh không bao giờ bận cả. Nhắm gà trúng vịt đã thề. Ô, hello. Phỏng vấn điện thoại. Bọn tôi là những người khảo sát ngân hàng. Bọn tôi nghe là ở đây có một cái họa sĩ rất là ok và muốn phỏng vấn anh ấy cho mục đích làm cộng đồng. Ở đây sống lâu kỳ thế mà người ta cũng biết à? Give it the exposure, don't know it for money. Ai nhắn nhắc mình ấy, tức là bảo là cứ. Chị có trả tiền không ạ? Nhưng mà viết bài ấy ạ. À, bọn em không thu tiền mọi người. Bây giờ anh chỉ cần vẽ tranh và bọn em sẽ quay video lại và mọi người sẽ được xem ấy. Thế thì em hiểu rồi. Dịch cho mình quay thì mình sẽ làm lộ con kia đang ở với mình trong bố nó đến chơi mình luôn. Cái gì đấy? Cũng cái đúng đầu đấy. Tiên là cái đúng đấy. Cái bên trái là vẽ một cái cọ. Còn cái thứ hai là mình vẩy mực lên để vẽ lại cái artwork là một cái hoàn sản phẩm nghệ thuật ấy. Uầy, vẩy mực anh ơi. Bên là Trung Quốc nó có cái trò thư pháp. Không nhờ thằng này chuyên vẽ bằng cọ em ơi. Nó vẩy mực lại ra à, tác phẩm như cứt ấy. Đúng không? Từ đầu nó vẽ cọ mà. Anh đang chuẩn bị vẽ cái tường này à? Ui, em chuẩn bị làm nghệ thuật luôn này, em sẽ tạo ra một bức tranh. Bất ngờ chưa? Có đang quay không? À, bây giờ em mới bật cam lên. Được gọi là stream awareness for the à, nó bảo là mình càng ít quan tâm về bức tranh thì bức tranh càng trở nên đẹp hơn. Ok à. Mình đang sao lì sao lì. Xin lỗi á. Đây tao mới vẽ thật này. Bây giờ tao mới vẽ thật này. Em bảo vẩy mực rồi. Nhưng mà vẫy là bị lộ con kia đấy. Quét tường. Hồi nãy là con kia nhắn tin là mình để bị chú ý chứ không mà sẽ bị lộ là thằng này đang ở chung với con kia. Vẩy mực. Đây là cửa hàng mà em. Trời ơi. Có phải nhà ăn kia đâu? Lộ mà, lộ là gặp mà. Đây là chỗ cửa hàng thằng này mà anh. Hồi nãy là con bé là biết á. Con bé kia nhắn tin là đừng lại làm nổi quá, nếu mà kiểu mày làm mà kiểu xịn quá hả là kiểu nhiều người sẽ tới xong mà bố nó sẽ biết ấy, kiểu vậy. Ui kệ mẹ nó nghe. Mẹ nó mới. Đúng rồi, vẩy mực đi, vẩy mực đi. Ừ, vẩy luôn. Ui giời. Ủa. Bức tranh thật là tuyệt vời. Bức tranh này là một sự thất bại mà. Anh tập trung quá. Bây giờ anh cần phải quan tâm về nó. À đâu. Phải làm phá nó. Phải phá nó đi. Ừ. Nó rất là chữ tuyệt vời đấy. Okay. Nói chung là sự lựa chọn nào cũng kiểu phá con kia mà. Đúng rồi, nó không muốn kiểu vẽ đẹp quá để bị lộ bố đấy. Đúng rồi. Tại sao anh lại làm thế? Đây là đúng rồi. Con này thì thất vọng là tại vì sao mình lại thiếu trách nhiệm với bức tranh thế? Kiểu anh không muốn kiểu nhiều. Người biết đến đấy. Và em có niềm tin vào năng lực của anh. Nhưng mà bây giờ chúng ta cần nhiều người biết đến những cái sản phẩm của anh ấy. Anh không thể chấp nhận sự giúp đỡ của mọi người nữa rồi. Mà với sự hỗ trợ của em bấy lâu nay anh chưa đạt được điều gì. Anh không muốn kiểu điều hành cái cửa hàng tranh này nữa. Em cho anh thời gian. Anh nghĩ ok chưa? Ui, cái bốn kia kinh thế quá. Ừ. Ủa, bố con kia chắc quyền lực lắm đấy. Trùng cuối anh ạ.
Khóc rồi, gặp bố rồi. Gì xảy ra vậy? Quý cơ, bố em chuẩn bị đến đây đón em đi rồi. Quý cơ, anh có thể chờ em được không? Chờ em. Em có tình cảm với cả anh. Em đã có tình cảm với anh từ lúc em còn rất nhỏ rồi. Lý do mà em trốn ra đây giả vờ không được anh là tại vì em thích anh. Em có tình cảm với anh. Nhưng mà bố em biết là em ra đây để gặp anh thì ông ấy rất là bực và ông ấy ốm rất là nặng. Phải vào bệnh viện. Hứa với em là anh sẽ chờ em đi. Nó có đáng lắm không? Để theo đuổi một cái mối quan hệ mà bố em kiểu rất là không thích, không đồng ý ấy. Không biết là những ngày mà em dành với cả anh là những khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cuộc đời em. Em không muốn rời bỏ anh. Thôi em. Về đi em, về với mẹ cha. Ông Trang hôm cái đi có thứ gọi bố ạ, con về ngay đây. Con chỉ ở đây để nói lời tạm biệt thôi. Bị bắt rồi. Quý cơ, em phải đi đây. Nhưng mà em hứa là em sẽ quay lại gặp anh. Chờ em nhé. Hứa với em là anh sẽ chờ em đi. Ôi trời, phim Hàn Quốc à? Ui. Và rồi ngươi ra đi. Đâu con tim không nghe suy. Thì dụng mẹ hết tim rồi còn gì nữa, trời ơi. Đâu, người ta đi là nhấy mà vẫn thích mà anh. Không dùng dụng tiền. Ây à. Sau khi cô ấy rời thì... Sau khi mà cô đi là cái kiểu cửa hàng tranh là... Ông kia không trả được tiền thuê ấy, mà bà này trả hộ. Bà vẫn biết là bà này trả hộ. Bà bảo cho coi như đấy một khoản vay thôi, có gì đâu. Em đừng nghe cuộc điện thoại này. Coi như phá sản. Không trả tiền thuê mà. Ông một ngôi nhà muốn cho anh thuê. Mà cái khu dân cư ở đấy không ok lắm. Đấy một cái tầng hầm. Rẻ là được. Không có nhà tắm. Mình cũng ok luôn. Đến đây và ký luôn đi. Bây giờ ông này nghèo lắm rồi. Từ đã. Một trong những cái kiểu cái đồ trong nhà của anh, của em cần được sửa, anh có thể sửa nó cho em không? Một vài thứ hỏng và sửa mấy cái này cần mấy ngày. Anh có phiền nếu mà ở đây mấy ngày không? Không rồi anh đi. À, nhiều đồ trong nhà em hỏng lắm. Em biết đồ gì hỏng ạ? Điều làm em bực mình kiểu, suy nghĩ là anh đang kiểu có rất là nhiều áp lực, kiểu kiếm nhiều tiền quá, tốt cho sức khỏe của anh nhiều stress quá. Bây giờ anh kiếm tiền là sự lựa chọn duy nhất của anh. Có phải do nợ của anh không? Anh đã sống một cuộc sống luôn luôn hạnh phúc rồi. Tất cả mọi người đều giúp đỡ anh. Nhưng mà bây giờ cái kinh tế của anh nó không được hạn hẹp. Anh nghĩ là kiếm nhiều tiền là cách duy nhất để có thể kiểu khiến cuộc sống anh hạnh phúc trở lại và mọi người nữa. Suy nghĩ của anh là hơi bị extreme đấy. Bây giờ anh chỉ nhìn thấy nó như này thôi. Anh có. Ta tìm với mày một công việc rồi. Ta không chắc là mày có thể làm được. Nó sẽ hơi mệt một tí. Không có vấn đề. Làm gì cũng được. Tao sẽ đến ngay đây. Bùi bàn rồi. Chắc lại quét dọn rồi. Trầm thế nhỉ. Đến chapter 3. Xìu thế nhỉ. Ui, đủ tim lên chapter 4 luôn này. Không, đây là toàn thương hại thế nào anh ạ. Người thương mình quá, thấy mình khổ. Nhưng mà nó theo đúng hướng rồi. Thì bây giờ còn hai chắp cuối thì nó sẽ thay đổi như nào thôi, thì tối ngày mai anh em mình sẽ biết nhá. Ui,
Căng thế nhở? Ừ. Trông có vẻ là hóng hớt xem là ông này sau thay đổi số phận như nào ấy. Toàn gái xinh giúp đỡ thế này, chết. Anh thấy còn hai chỗ trống, tức là còn phải hai cô nữa cơ. Trống là hai cô nữa. Hai cô nữa. Nãy tự nhiên gặp ra một cô đòi nợ, mới gặp cô là sáu cô. Yêu cô đòi tình. Cuốn đấy chứ. Bây giờ chỉ có farm nốt tim thôi. Nhưng mà sắp farm được nhỉ? Như lúc nãy kìa, nói chuyện với ông kia kìa. Đấy, bây giờ mình cứ mở hết tất cả những cái này thôi thì nó sẽ ra kiểu gì ra tim này. Tất cả những cái đường này ra tim hết à? Đúng, đúng, đúng. Mà mấy cái chat này như thế nào để chơi thật nhanh. Thế là anh mai phá đảo game này, phá đảo game trộn đúng không? Ừ, hợp lý đấy. Ông bây giờ nghỉ đã, phải ngồi ăn cơm, vừa ngồi bấm hết tất cả những cái này đã cho thành lên team để ngày mai không bị gián đoạn. Ngày mai lúc mà mình chơi sợ nó bị thiếu team ấy, mình lại phải lần lại một lần nữa thì các bạn F3 xem hơi lâu thôi. Sẽ hợp lý. 6 cháp lận. 6 cháp à? Cháp rồi. Em tưởng là 5 rồi. Sáu ai? Ủa? Trong ngoài nó ghi 5 mà. Em thấy trong achievement có 6. 6 em ơi. Kéo qua. Ôi trời ơi. Thế là mai 3 cháp rồi. Mai 3 cháp hợp lý. Đến thôi. Mai ngày 3 cháp. Chắc mai phải chơi sớm. Dạ, yeah, mai phải chơi sớm. Ừ, mai chơi sớm và phát quẩy nút 3 cháp là xong này. Hoa đép dịch có được không? Mỏi mồm không? Nếu không mai tao kiếm bạn dịch được cho mày đỡ khổ. Với anh em chơi cuốn mà. À, thế ok nhá, mai nhá. Vừa học tiếng Việt luôn. Tại vì em đọc em hiểu giống như tiếng Anh. Anh không đôi khi em không đuổi được. Bảo em dịch cho nhở, em tiếng Anh cũng đỉnh. Ui, đỉnh phải em thì đỉnh quá rồi, trời ơi. Ủa, thế này là sao? Thế này là sao ta? Như là người ta chọn. Người chơi người ta chọn hướng về ai nhiều hơn. Ủa, toàn hướng về ăn chơi ạ. Hướng ăn chơi. Mới top 6 lưu kìa. Top 2, à top 2. Top 2 là nhân vật mà mình chưa mở được em ạ. Uầy. Tập dẫn đấy chứ. Ai nhỉ? Ừ. Mới lạ ấy nhỉ. Anh top 2 đây à? Mới lạ à? Hấp dẫn hả Quang? Top 2 chắc phải sừng lắm với top 2 đấy. Ô, Behind the Scene. Ờ, Behind the Scene này. Ô, nhưng chưa mở, chắc là phải xem xong, à, ấy xong mình sẽ được. À đấy, Behind the Scene này. Unlock kiểu achievement thì xem. Ủa. Quay à? Giới thiệu nhân vật là kiểu giới thiệu nhân vật. Đâu BTS? Cái đó lúc nó quay ở trong 3. Quay liền. Hay phết nhờ? Ừ, mọi đầu tư với đá nhờ. Mình làm một bộ đi anh Độ. Cái này phải có kịch bản hay em ạ. Đầu tiên phải có biên kịch trước đã. Ui, 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 sao có cảnh cầu hôn à? Ui, đừng bình xem tiếp lộ anh ơi. Lộ hết lót anh ơi. Đâu hết thế thì thôi, cái này thì lúc hết game rồi anh em xem thì hợp lý hơn. Tù mẹ cái hôn rồi. Moment of Romance với cả BTS. Ừ. Ờ, cơm đi anh ơi, không đói. Uầy. Thì anh em làm kiểu này mười mấy anh em chọn chắc mệt. Cái này là chủ đề khác rồi. Đồ sai hả? Bấm vô được xem. Nó là cái gì nhỉ? Luôn. Achievement à? Profile. À. Đây là profile của trong game ấy chứ không không phải là ngoài đúng không? Trong game anh ạ. Trong game. Kìa có. Ô, anh Khôi. Ơ, à, nó là gì vậy? Làm 5 nhân vật thôi. Làm 4 nhân vật thôi. Không, làm nhiều nó mới động mới vui. GK này. Có cùng với mấy bạn nữ luôn. Rồi, hay đấy chứ. Mai chơi tiếp, hợp lý ấy.